Chương 351, Hạnh phúc phiền não Thịnh nguyên 2 năm, mùng 2 tháng 9 Lâm quý một đường trên vừa đi vừa nghỉ, không vội không chậm đi tới, rốt cục vẫn là về tới Kinh Thành. Chuyến này công sai xuống tới, Lâm quý suy nghĩ kỹ một chút, phát hiện tự mình vậy mà giống như cái gì cũng không làm. Bình xuyên huyện bản án vẫn còn không đầu tự, không hiểu đi một chuyến thiên kinh, lại tiến vào một chuyến thánh hỏa giáo bí cảnh. Duy nhất lấy được, chính là trong đan điền kia to bằng móng tay ngọn lửa. Lâm Quý cảm thấy thiệt thòi. Như quả không phải còn có kia thánh hỏa giáo giáo chủ phân hồn ủy thác. Một cái giúp người đạo thành bảo vật đầu mối lời nói, Lâm Quý không thiếu được muốn mắng hai tiếng nương mới có thể thông thả lại sức. Tiến vào kinh thành đằng sau, Lâm Quý cũng không có trì hoãn, đầu tiên là đi một chuyến kinh châu phủ nha, gặp được kinh châu trấn phủ quan tôn hà nhai. Lúc này mới mấy ngày không thấy, tôn hà nhai lại giống như lão mười mấy tuổi tóc đã hoa râm toàn bộ nhân lộ ra sầu mi khổ kiểm vừa thấy được lâm quý hắn rõ ràng lên dây cót tinh thần đem lâm quý nghênh tiến vào nghị sự sảnh lần này vất vả lâm lão đệ thật sự là kinh châu phủ nha gần đây thiếu khuyết nhân thủ bằng không thì cũng không đến mức mời được lâm lão đệ xuất thủ trước đây tôn hà nhai tại lâm quý trước mặt vẫn ít nhiều có chút giá đỡ nhưng hôm nay Lâm Quý cũng là cùng hắn đồng dạng nhật du, hắn cũng biến thành bình dị gần gũi. Dù sao so với Lâm Quý tuổi trẻ tiềm lực, còn có Phương Vân Sơn trong non. Hắn tôn Hà Nhai lại dừng lại tại nhật du cảnh mấy chục năm, đời này đều chưa hẳn có cơ hội nhập đạo, trấn phủ quan cơ bản cũng là cực hạn của hắn. Tôn Đại Nhân nói quá lời, đều là vì dám thiên ti làm việc, dị tới vất vả nói chuyện. Lâm Quý thuận miệng qua loa tắc trách, Lâm Mổ vừa trở lại kinh thành cũng là nghĩ đến đây án là tôn đại nhân quản hạt, mới cố ý thượng môn tới thông bẩm nhất thanh. Như thế nào? Tôn hài nhai cũng nghiêm túc chút. Bản án hơi có chút phục tạp, hung thủ đồng thời không tìm được, ngược lại là liên lụy đến sự tình khác. Lâm Quý lấy ra một phần hồ sơ vụ án phó bản, để lên bàn. Có thể nói, Lâm Mổ đều ghi lại trong danh sách quyển bên trong, còn lại Tôn Đại Nhân muốn là muốn biết, chỉ sợ phải đi tổng nha hỏi thăm Phương Đại Nhân nghe xong lời này tôn hà nhai thần sắc chấn động này sự ngay cả ta cũng không thể nói cần phải phương đại nhân gật đầu hắn cũng không phải sinh khí mà là chấn kinh cùng chuyện phiền phức trình độ lâm quý trịnh trọng gật đầu cũng không phải là khuếch đại lần này nếu không phải thẩm long thẩm đại nhân hiện thân lâm mổ đều chưa hẳn hồi được đến thoại âm rơi xuống lâm quý khởi thân hành lễ Lâm mổ còn muốn đi một chuyến tổng nha, này liền không ở lâu. Tôn Hà Nhai liền vội vàng đứng lên nói, Lâm lão đệ đi thông thả. Dừng bước. Một đường xuất kinh châu phủ nha, Lâm quý có chút thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới cùng Tôn Hà Nhai dăm ba câu tầm đó, hắn vận dụng Phật môn lục thông thủy chung đang dò xét Tôn Hà Nhai tình huống, cho dù coi hắn điểm ra bản án còn có người giật dây thời điểm. Tôn Hà Nhai cũng chỉ là chấn kinh đồng thời không có ý nghĩ khác. Nhìn tới không phải Tôn Hà Nhai trong bóng tối dở trò. Vụ án này là từ Kinh Châu Phủ Nha đưa tới Tổng Nha đi, Lâm Quý không có cách nào không nghi ngờ Tôn Hà Nhai thành phần. Rất nhanh, Lâm Quý lại tới giám thiên ti Tổng Nha. Lệnh bài lộ ra đến, một đường trên không trở ngại, hắn đi thẳng tới Phương Vân Sơn bên ngoài thư phòng. Không đợi gõ cửa, bên trong liền đã vang lên Phương Vân Sơn thanh âm. Tiếng Lâm Quý đẩy cửa ra đi vào trong thư phòng, nhìn thấy Phương Vân Sơn chỉ chỉ trống không cái ghế, hắn liền trực tiếp ngồi xuống. Cũng không phải lần đầu tiên, hắn cũng không trở thành nhiều lần tới đây đều câu nệ. Rất nhanh, Phương Vân Sơn liền để xuống ở trong tay bút, nhìn về phía Lâm Quý. Thẩm Long nói với ngươi những cái kia ta cũng đã biết, từ đây cắt ra bắt đầu, bình xuyên huyện bản án, ngươi muốn nát tại trong bụng. Phương Vân Sơn trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm túc. Lâm Quý khẽ giật mình. Đại nhân! Ngài có phải hay không biết chút ít cái gì rồi? Phương Vân Sơn lại không đáp. Lần này ra ngoài vất vả ngươi, ngươi tại phủ thượng nghỉ ngơi mấy ngày lại đến tổng nha tiền nhiệm cũng không muộn, phản chính trưởng lệnh quan việc cần làm đã chất đóng cũng không ít. Cũng không kém mấy ngày nay. Phương Vân Sơn không muốn nói, Lâm Quý đương nhiên sẽ không tự chuốt nhục nhã đến hỏi. Chỉ là mặt sau này một câu, ngược lại để hắn cảm nhận được vài phần im lặng thật sự nợ nhiều không áp thân đúng không phương vân sơn cũng không để ý lâm quý tâm tư tiếp tục nói ra phía trước bệ hạ hứa hẹn cấp cho ngươi hoàng gia trong bảo khố bảo vật lại là muốn trì hoãn mấy ngày lâm quý cơ hồ đều muốn quên này vụ nhưng là nghĩ đến có thế bị phái đế chính miệng nói ra hoàng gia bảo khố phân lượng cũng không nhỏ là có cái gì phiền phức sao lâm quý hỏi bàn Long Sơn trên xảy ra chút việc, tận gia gia sự. Phương Vân Sơn nói. Nghe xong lời này, Lâm Quý rụt cổ một cái, chỉ coi làm không nghe thấy. Gọi thẳng tần gia, không hổ là ngươi A Phương Đại Nhân. Phương Vân Sơn thấy Lâm Quý sắc mặt quái dị, hiển nhiên cũng biết trong lòng của hắn đang muốn thứ gì. Hắn khoát tay một cái nói, cứ như vậy nhiều, ngươi là người thông minh, ta cũng lười cùng ngươi bàn giao quá nhiều, đi xuống đi, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày hạ quan cáo lui. Rời đi giám thiên ti tổng nha đằng sau, Lâm Quý cũng không có ở trong thành đi dạo tâm tư, rất nhanh liền về tới tự mình dinh thự. Chỉ là khi đi ngang qua lục phủ thời điểm, hắn vừa mới bắt gặp lục phủ đứng ở cửa quản gia. Quản gia kia cũng nhìn thấy Lâm Quý, lại là liền vội vàng không người hành lễ. Lâm Quý chấp tay xem như hoàng lễ, tiếp đó liền về tới trong nhà mình. Quản gia Phương An vừa nhìn thấy Lâm Quý trở về, liền vội vàng hành lễ lão gia ta không có ở đây trong khoảng thời gian này có chuyện gì phát sinh sao lâm quý một bên hướng vào phía trong phòng đi đến vừa nói ngược lại là nếu không có chuyện gì khác chỉ là lục phủ quản gia ba ngày hai đầu thượng môn hỏi thăm lão gia có hay không tại phương an thận trọng nói lão gia trấn quốc công phủ thường cũng không dễ chọc à ngươi chẳng lẽ cho là ta trêu chọc lục quốc công thiếu suy nghĩ những thứ này lâm quý cười nhạo nhất thanh tiểu nhân lắm mồm phương an vội vàng làm bộ nhẹ nhàng vã miệng hai lần lâm quý cũng không thèm để ý về tới kinh thành hắn mới rốt cục nghĩ tới một món khác chuyện phiền toái Phải đế tứ hôn đem lục chiêu nhi gả cho hắn đi vào phòng trong đuổi đi phương an đằng sau lâm quý có chút đắng buồn bực vuốt vuốt mũi nói đến hắn cùng lục chiêu nhi cũng quen biết đã lâu nếu như nói không có một chút tình cảm chính lâm quý đều không tin nhưng hắn đã cùng chung tiểu yến có hôn ước mặc dù kia hôn ước tới có chút trò đùa nhưng chung quy là hắn đã nhận hạ lục chiêu nhi đối với hắn tâm ý hắn cũng không phải không rõ ràng nhưng loại chuyện này không phải dăm ba câu có thể nói khai nếu như chung tiểu yến cùng lục chiêu nhi chỉ là người bình thường cô nương cũng là còn tốt cùng lắm thì hắn hai cái đều cưới được làm một vừa xuyên qua tới tự huyễn tưởng qua một ngày kia vượt qua trái ông phải ấp phú yên thời gian lâm quý bản này hẳn là chuyện tốt khả một bên là đại gia tộc Trung gia trên lòng bàn tay minh châu một bên là trấn quốc công phủ thượng công chúa một bên là gặp qua phụ mẫu hôn ước một bên là đương kim thánh thượng chính miệng tứ hôn không nên chính là kháng chỉ hai nhà đều thân thế hiển hách ai trả sẽ cho ngươi làm thiếp chân chính lưỡng nan a ngay tại Lâm Quý tự giác phiền phức thời điểm, Phương An lại gõ vang cửa gian phòng. Lão gia, lục phủ quản gia lại tới cửa tới. Lâm Quý thở dài nhất thanh, thoáng sửa sang lại quần áo một chút. Nói cho hắn biết, ta sau đó liền đi lục phủ bái phỏng. Chương 352, Chiến lược kéo dài. Lục phủ trước cửa lâm quý đổi thân vừa vặn trường sa màu trắng đem tóc dài cuộn thành búi tóc trong tay cầm cái kia chui bất nhập lưu pháp khí chiết phiến lần này thượng môn thân phận không giống bình thường hắn cũng khó được ăn mặc đứng lên nói đến lâm quý tướng mạo vốn là tuấn lan khí chất cũng có chút xuất trần thoáng cách ăn mặc đằng sau trên đường nếu là có nhà ai tiểu thư gặp nói không chừng liền muốn vừa gặp đã cảm mến đây cũng là lâm quý ngày bình thường không thế nào cách ăn mặc tự mình nguyên nhân chủ yếu Liên sợ nhà ai cô nương thấy hắn muốn chết muốn sống nếu như xinh đẹp ngược lại cũng dễ nói nhưng phàm lớn lên không hết nhân ý kia nhường hắn nhưng làm sao bây giờ bất kể nói thế nào hắn vẫn có chút theo đuổi làm lâm quý tới đến lục phủ trước cửa thời điểm quản gia đã sớm chờ đã lâu vừa nhìn thấy lâm quý hắn liền vội vàng không người hành lễ tiếp đó có chút không người tại lâm quý phía trước nửa bước mang theo lâm quý đi vào lục phủ lâm quý còn nhớ rõ lần thứ nhất tới bái phỏng thời điểm quản gia này mặc dù rất có cấp bậc lễ nghĩa nhưng là quyết định không đến mức cung kính đến tận đây dù sao cũng là lục quốc công phủ thượng quản gia bình thường quan ở kinh thành gặp đều muốn cấp hai phần chút tình mọn chung quy là thân phận bất đồng lần trước là khách tới thăm vẫn chỉ là tiểu thư khách nhân lần này lại là con rể là tự gia chủ nhân một đường đi theo quản gia đi tới lục phủ trong hoa viên, còn không đợi vượt qua cổng vầm, hắn liền thấy ở ngoài cửa chờ bóng hình xinh đẹp. Quản gia lại là cuối người hành lễ, tiếp đó liền lặng lẽ lui đi. Lâm quý nhìn xem khó được mặc váy dài, hơi thi phấn trang điểm lục chiêu nhi, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào mở lời. Rõ ràng bọn hắn đã rất quen thuộc. Gia Gia đã ở bên trong chờ. Lục chiêu nhi nhẹ nhàng cười, chỉ chỉ trong hoa viên. Giống như nàng không có chút nào lúng túng tự Như quả không phải lỗ tai của nàng đã đỏ bừng Lâm quý thật đúng là cho là nàng đối với chuyện này không thèm để ý chút nào Gia Gia nghe nói bệ hạ loạn điểm uyên ương phổ sự tình đằng sau Trả chuyên môn tiếng cung đi tìm bệ hạ nói rõ lý lẽ Kết quả lại bị đỉnh trở về Nói lên này sự, lục chiêu nhi con mắt đều muốn cười công Ta còn là lần thứ nhất thấy Gia Gia phát như vậy đại hỏa may mắn trong khoảng thời gian này ngươi ra ngoài làm việc bằng không thì gia gia nói không chừng tự được cùng ngươi động thủ dạng này a à. lâm quý gật gật đầu cùng lục chiêu nhi một đạo vượt qua cổng vòm đi tới lục phủ vườn hoa ngay tại trong hoa viên giang trong lương đình lâm quý liếc mắt liền thấy được đối diện hắn trợn mắt nhìn lục quản mục cũng không có gì tốt khiếp đảm hắn hít sâu một hơi đi tới lục quản mục trước mặt gặp qua lục quốc công hư Lục quản mục hừ lạnh một tiếng. Gia gia. Lục chiêu nhi ở bên cạnh khẽ gọi một tiếng. Nghe được tôn nữ mở lời, lục quản mục mới rốt cục lắc đầu, chỉ vào bên cạnh không vị nói ra, ngồi đi. Đa tạ. Lâm quý nói tiếng cám ơn, ngồi xuống. Lục chiêu nhi thì cực vi tự nhiên ngồi ở lâm quý bên cạnh. Thấy cảnh này, lục quản mục lại ngược lại không có nhiều sinh khí, chỉ là thở thật dài nhất thanh. Lâm quý tại lão phu ta tựu này một cái tôn nữ lục quản mục trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn ta là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra ta đường đường trấn quốc công tôn nữ vậy mà lại rơi vào cùng nhà khác nha đầu đoạt nam nhân tình trạng lời vừa nói ra lâm quý lập tức giật mình lại là trước tiên nhìn về phía lục chiêu nhi đã sớm biết tại duy châu thời điểm liền biết lục chiêu nhi cười nói ta Lâm Quý hôm nay tới đây vốn là nghĩ thẳng thắn bao thông cáo tố chính lục chiêu nhi có hôn ước một chuyện. Cũng không định người ta đã sớm biết, trong lúc nhất thời, không biết đạo nói như thế nào. Lục chiêu nhi nghiêng đầu một chút, cũng không lên tiếng nữa. Lục quản mục thì tiếp tục nói, này sự ngươi muốn cho cái thuyết pháp. Cưới chiêu nhi có thể, ngươi cũng coi là cái nhân vật, khoan nói là làm ta lục gia con rể, cho dù là làm phò mã gia cũng là dư xài nhưng chiêu nhi. Lục đại nhân, này sự còn là giao cho chúng ta tự mình xử lý đi. Lâm quý đánh gãy lục quảng mục nói. Hắn nhìn một chút bên cạnh lục chiêu nhi, lại nhìn về phía lục quảng mục, đẩu lấy lá gan nói ra, một bên là đáp ứng hôn ước. Một bên là thánh chỉ khó vi phạm, ta cũng khó làm, mười phần khó làm. Ngươi cũng nên cấp cái thuyết pháp. Lâm quý thì nói thẳng, kéo lấy chính là, thánh chỉ hiện tại cũng hạ, này sự dăm ba câu nói không rõ ràng Chỉ có thể kéo lấy Vậy ngươi muốn kéo tới lúc nào thì Lục quản mục đối đáp án này Hiển nhiên không hài lòng Chiêu nhi là đệ ngũ cảnh Ta là đệ lục cảnh 300 năm trăm năm tuổi thọ Luôn có thể đem việc này làm rõ Thoại âm rơi xuống Lâm quý không mình hành lễ Ta duy chỉ có có thể làm ra hứa hẹn Chính là tuyệt sẽ không nhường chiêu nhi Thụ nửa điểm ủy khuất Nghe vậy Lục Quảng Mục lắc đầu, lại nhìn về phía Lục Chiêu Nhi. Lâm Quý nói đúng. Lục Chiêu Nhi nhẹ nhàng gật đầu, ta mặc dù đối với hắn cũng có hảo cảm, nhưng tình cảm sự tình cũng không phải sớm sớm chiều chiều, chúng ta cũng đều còn trẻ, không nhất thời vội vã. Thấy Lục Chiêu Nhi cũng nói như vậy, Lục Quảng Mục trầm mặt thật lâu, chung quy là khởi thân đi ra ngoài. Đã như vậy, các ngươi liền tự mình quyết định đi. Rất nhanh, Lục Quảng Mục tự đi ra vườn hoa, không thấy bóng dáng lâm quý hướng về phía hắn rời đi phương hướng không mình hành lễ sau đó mới nhìn hướng lục chiêu nhi chiêu nhi ủy khuất ngươi có cái gì ủy khuất việc này kỳ thực đối ta còn là chuyện tốt đây cho ta ít đi rất nhiều phiền phức lục chiêu nhi lắc đầu tự hồ thực không có đem chuyện này để ở trong lòng nói đến ta nghe nói ngươi đi xử lý bình xuyên huyện bản án nơi đó cự ly kinh thành không xa ngươi như thế nào đi như thế nhiều ngày Lâm Quý nhìn ra được Lục Chiêu Nhi tự hồ là chủ động nói sang chuyện khác, miễn cho nhường hắn lúng túng. Đến ta phủ thượng nói đi, vừa vặn giờ cơm, lần này làm đầu đại cá, ta tự mình xuống bếp. Lâm Quý cười khởi thân. Lục Chiêu Nhi tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tập sự tiên nha môn. Lan Trạch Anh mới vừa thu được phía dưới tin tức, hắn phái đi thiên vẫn sơn một đám thủ hạ đều đã mất mạng, mà lại bị hủy thi biệt tích, không thấy tâm hơi. Trừ cái đó ra, vốn nên bị vây ở bí cảnh bên trong lâm quý cũng đã hồi kinh, đi trước kinh châu phủ nha, lại đi giám thiên ti tổng nha. Thời gian cũng đúng lúc đối được, lâm quý. Thủ đoạn ngược lại là rất ác độc. Lan Trạch Anh cười khẽ hai tiếng. Đại nhân, muốn hay không đem kia lâm quý bắt tới tra hỏi. Không kiên kỵ như vậy tàn sát tập sự ti đồng liêu, việc này muốn là truyền ra ngoài, mặt của chúng ta sẽ phải mất hết. Lan Trạch Anh có chút nhíu mày, nhìn về phía mở lời kia nhân. Là tử thử, theo hắn mấy chục năm lão thủ hạ. Truyền không đi ra. Lan Trạch Anh lắc đầu. Tử thử không giải, đang muốn truy vấn. Lan Trạch Anh lại trực tiếp mở miệng. Này chuyện tới này là ngừng, không cần lại đi truy cứu. Đại nhân. kia lâm quý bị bệ hạ tứ hôn, lục chiêu nhi thế nhưng là quận chúa, hôm nay hắn đã được xưng tụng là hoàng thân quốc thích, khi ngày tại triều đình phía trên bệ hạ đối với hắn có chút thân cận, không tốt lấy thêm hắn làm văn chương. Nghe vậy, tử thử trầm mặt không nói, nhưng hiển nhiên có chút không phục. Nếu như người khác, Lan Trạch Anh đương nhiên sẽ không để ý tới. Nhưng là tử thử lại khác, hai người bọn họ một đường leo đến vị trí hôm nay, nói là tôn ti có khác, nhưng tử thử đã là Lan Trạch Anh người tín nhiệm nhất. Có một số việc không cần truy đến cùng cho thỏa đáng, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết đạo sau lưng đến cùng là ai đang mưu đồ. Vừa nói, Lan Trạch Anh lại ngẩng đầu. Nhìn chính là hoàng cung phương hướng. Chương 353, qua loa kết thúc. Lâm Phủ, trong phòng bếp. Lần trước gọi tới nhà Hoàng Tiểu Hoa tại cấp Lâm Quý Trợ Thủ. Đem thủy đốt lên, vừa mới nói phối liệu chuẩn bị lên tiểu hoa ứng thanh liền bắt đầu bận rộn. Lâm quý thì đem cái thớt gỗ thanh không, lại chừa lại nhất khối lớn không vị. Ý niệm khẽ động, to lớn hỏa linh ngư thi thể liền xuất hiện ở bếp lò phía trên, cơ hồ đem rộng rãi bếp lò chiếm hết. Một bên tiểu hoa giật nảy mình. Lâm quý thì dùng đao phiến hạ nhất khối lớn thịt cá, tiếp đó đem còn lại thịt cá một lần nữa thu về. Tụ lý càng không chỗ tốt chính là chỗ này tươi mới nguyên liệu nấu ăn cất giữ đi vào, liền mãi mãi cũng là cất giữ lúc phẩm chất. Vừa mới lâm quý cắt thịt thời điểm, kia hỏa linh ngư trả quán tính bay nhảy hai lần, mười phần mới mẻ. Thuần thục thi triển đao công, đem thịt cá cắt thành lớn nhỏ đều đều phiến mỏng, lại lấy chút xương cá ở một bên chuẩn bị tốt. Cầm qua một đầu cái chén không, đem thịt cá bỏ vào, đánh vào lòng trắng trứng, lại gia nhập muối, xì dầu, hành, hương các loại gia vị phối liệu, dùng tay trảo điều, đặt vào ướp gia vị. Này hỏa linh ngư không hổ là đệ ngũ cảnh yêu thú, này thịt cá hết lần này tới lần khác ống ánh dịch thấu. Tích chứa trong đó lấy nồng hậu dày đặc linh khí, không chỉ có như vậy, này thịt cá bản thân tự hồ cũng mang theo nhàn nhạt mùi thơm nhát vị. Lâm quý nhất thời nhìn không được, trực tiếp bắt một mảnh cá sống thịt ném vào miệng trong. Thịt cá trong tay thời điểm rõ ràng trả rất gân đạo có co giảng, thế nhưng là vừa mới tiếng miệng, chỉ là nhai nhai nhắm nuốt hai lần liền tan ra trong lúc nhất thời lâm quý chỉ cảm thấy miệng đầy đều là kia thịt cá bên trên đặc hữu mùi thơm ngát lát cá sống tựa hồ cũng không tệ lâm quý nhãn tình sáng lên lại đem hỏa linh ngư lôi ra tới cắt chút dưới thịt tới một bên khác nồi đã mở lâm quý xe nhẹ đường quen hạ nhập tiểu hoa ở một bên chuẩn bị tốt phối đồ ăn su hào bắp cải các loại có cái gì thêm cái gì Chờ phối đồ ăn quen về sau, lại toàn bộ mò xuất đến, lại đem thịt cá hạ tiếng trong nồi. Bởi vì biết này thịt cá vào miệng tan đi, bởi vậy Lâm Quý chỉ là thoáng qua thủy liền đem thịt cá cũng mò xuất tới. Đem phối đồ ăn cùng thịt cá tại nhất cái đồ ăn trong chậu bậy ra tốt, Lâm Quý lại đổ chút điều tốt hương vị canh cá đi vào. Sau đó lại cấp bên trong để lên chút tỏi mạt lạc tiêu mạt. Lên nồi đốt dầu, chờ dầu đốt lên về sau, đem dầu ngã xuống tỏi mạc lạc tiêu mạc thượng diện xoẹt xẹt xoẹt xẹt tỏi mùi thơm trong nháy mắt bị dầu nóng kích phát tràn lan bốn phía đều là đem thức ăn này bưng lên đi thôi này một chậu nước nấu cá phân lượng đã không ít tiểu hoa thận trọng bưng đồ ăn bồn đi ra ngoài lâm quý thì lại bắt đầu cắt thịt cá lần này hắn dùng đao nhỏ hơn chút mỗi một mảnh thịt cá đều giống như trong suốt đem thịt cá chỉnh tề xếp chồng chất tại trong mâm Hắn cũng không chuẩn bị chế băng, cũng không định cây ớt cùng giấm loại hình đồ chấm. Này hỏa linh ngư thịt cá, dùng những này chỉ là làm bẩn nó tinh khiết. Ăn sống tựu đầy đủ mỹ vị. Chờ Lâm Quý bưng nguyên một bàn lát cá sống tới đến phòng ăn thời điểm, Lục Chiêu Nhi đã bưng một chén cơm, ăn hai má có phần cổ cổ. Nhìn thấy Lâm Quý xuất hiện, nàng lập tức ngừng gấp thức ăn động tác, chủ động khởi thân nhận lấy Lâm Quý trong tay đĩa ta hôm nay còn không có ăn cơm. Lục Chiêu Nhi nói. Không cần chờ ta, nhét đầy cái bao tử quan trọng. Lâm Quý nhìn không được cười lên. Có lẽ là chung đụng nhiều, Lục Chiêu Nhi kiểu gì cũng sẽ thể hiện ra một chút thường ngày tuyệt đối chưa từng nhìn thấy qua bộ dáng. Đối với cái này, Lâm Quý tự nhiên là biểu thị nhiều tới điểm. Bao nhiêu đều không đủ. Rất nhanh, Lâm Quý cũng đựng cơm, bắt đầu hưởng thụ mỹ vị. Trong lúc nhất thời, trong nhà ăn chỉ còn lại bác đổ thanh âm, hai người đều chưa từng mở miệng. Bữa cơm này ăn tiếp cận nửa canh giờ, đương hai người buông xuống bát đổ thời điểm, nhìn nhau nhất tiếu. Ta vậy mà ăn có điểm đã no đầy đủ. Lục chiêu nhi có phần ngoài ý muốn ông bụng xoa nhẹ hai lần, cười nói, nếu như bị gia gia biết, khẳng định phải nhắc tới ta hai câu. Lục quốc công trả quản những này. Lâm quý thuận miệng hỏi. Con em của đại gia tộc khắp nơi đều muốn chú ý đến dáng vẻ, thậm chí phương diện này còn có chuyên môn lão sư. Nhưng là theo lý mà nói, lục phủ toàn gia đều là tu sĩ, hoặc là trong quân tướng lĩnh, thấy thế nào đều không giống như là sẽ để ý những này lễ nghi phiền phức. Không phải đã nói với ngươi sao? Trước đây gia gia cũng không tán thành ta tu luyện, vừa muốn đem ta xem như tiểu thư khuê cát, về sau tìm một nhà khá giả gã, bình bình an an vượt qua nhất sinh. Đang khi nói chuyện công phu, Tiểu Hoa bưng ấm trà tiến đến, cấp Lâm Quý cùng Lục Chiêu Nhi rót trà. Sau đó, nàng liền lặng lẽ ở một bên chờ lấy. "Không dùng hầu hạ, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi." Lâm Quý nói. "Là, lão gia." Tiểu Hoa có chút khẽ chào. Sau đó liền lui xuống. Đợi đến Tiểu Hoa rời đi về sau, Lục Chiêu Nhi tự hồ nghĩ tới điều gì, nói ra, "Đúng rồi, mấy ngày phía trước" thẩm hoành án đã có kết quả nhanh như vậy sao lâm quý có phần ngoại ý muốn loại án này nói như vậy không đều phải kéo cái vài tháng à các phương hòa giải về sau lấy nhất cái thích hợp kết quả bất quá nghĩ lại thẩm hoành chết cũng đã chết rồi đoán chừng cũng không có người nào nguyện ý vì một cái chết người lãng phí thời gian như thế nào phán định thẩm hoành tham ô kho ngân tội phán hắn chém đầu cả nhà lục chiêu nhi khẽ thở dài kỳ thực trong kinh thành cũng không ít dương châu hành thương tại. Không ít người đều nói thẩm hoành là bị oan uổng. Ai bảo hắn mệnh không rất cứng, không có cách nào sống tới kinh thành đâu. Lâm quý khẽ lắc đầu. Chỉ là thẩm hoành chết cũng đã chết rồi, còn phải chém đầu cả nhà, này không khỏi cũng quá mức chút. Nói, Lâm quý lại nghĩ tới kia thiên tại đại lý tự Nha Môn, kia tam ti hội thẩm, tam vị chủ quan không giống nhau thái độ lâm quý đương thời suy nghĩ không thấu cũng không nghĩ suy nghĩ chỉ là dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi đem sự tình đều một mạch nói ra hắn còn nhớ rõ đương thời mấy vị kia đại nhân trả nói chắc như đinh đóng cột nói cái gì hắn nói tới hết thảy đều sẽ chi tiết trình đi lên nhưng nếu như thực không có dấu giếm, thẩm hoành án làm sao lại là như vậy kết cục cho dù không nói lật lại bản án nhưng ít ra cũng không phải này a à qua loa kết thúc mới là chém đầu cả nhà chỉ nói là nói mà thôi thẩm hoành người cô đơn không có thân quyến lục chiêu nhi nói thế tử của hắn thời gian trước chết bệnh nữ nhi cũng không biết tung tích bởi vậy nói là chém đầu cả nhà nhưng cũng không có chấp hành thì ra là như vậy lâm quý trong lúc nhất thời cũng không biết là nên may mắn hay là nên tiếc hận tự mình một người chính là cả nhà lời này nói thế nào đều êm tai không được thôi này sự cũng coi như là đi qua, nhân chết như đèn diệt, hy vọng thẩm đại nhân ở phía dưới có thể hỗn cái nhất quan bán chức đi. Lâm Quý nâng chung trà lên, ngã trên mặt đất. Tạo phúc không được dương gian, vậy liền tạo phúc âm gian đi, dù sao ở đâu đương sai không phải đương sai đâu. Đặt chén trà xuống, Lâm Quý đánh một cái ngáp. Mấy ngày nữa ta vừa muốn đi ra làm việc, Kinh Châu nhà môn nhân thủ không đủ. Lục Chiêu Nhi bỗng nhiên nói. Lâm Quý gật gật đầu. Ta cũng vậy, làm lâu như vậy trưởng lệnh quan, nhìn chung nên chính thức nhậm chức. Nói lên chuyện này, Lâm Quý khoan nói là ma quyền sát trưởng, hắn kỳ thực liền nửa điểm chờ mong đều không có. Hắn đầy trong đầu nghĩ, đều là tiền nhiệm về sau làm như thế nào hợp lý mò cá. Dù sao cũng là tại phương Vân Sơn dưới mí mắt làm việc, cũng không thể khiến cho quá phận. chương 354, trả phải là công cụ nhân dùng tốt. Thịnh nguyên 2 năm, mùng 7 tháng 9. Sáng sớm, Lâm Quý tự đổi lại trưởng lệnh quan quan phục. Tại phủ thượng dùng qua đồ ăn sáng về sau, hắn liền hoảng hoảng ung dung đi tới giám thiên ti tổng nha. Tiến vào nha môn mới vừa đi hai bước, tự có người đem hắn ngăn lại. Hạ quan du hành chi, gặp qua lâm trưởng lệnh. Này nhân văn chất nho nhã, khóe miệng luôn luôn ngậm lấy một chút đường công, cấp người nhất chủng như một xuân phong cảm giác. Thanh âm không cao không thấp, ngữ khí không vội không chậm, vừa đúng. Ngươi là... Lâm Quý hơi kinh ngạc. Hạ quan là trưởng lệnh quan phụ tá văn thư, ngài tại gia tu dưỡng này đoạn thời gian, vẫn luôn là hạ quan thay xử lý công sự. Du hành chi nói. Nghe xong lời này, Lâm Quý lập tức có chút ngượng ngùng. Khó trách hắn có thể năm tháng tỉnh tốt, hợp lấy có nhân phụ trọng tiến lên đâu. Rất nhanh, du hành chi liền dẫn Lâm Quý đi tới tổng nha nhất chỗ thiên viện bên trong. Này thiên viện cũng là thú vị, rõ ràng đã qua đường hành lang chính là tại đây, nhưng hết lần này tới lần khác đại môn so với tổng nha phía ngoài đại môn cũng không kém bao nhiêu. Mà lại môn xuôi theo bên trên trả chuyên môn treo bản hiệu. Bản hiệu bên trên lại không viết chữ, thay vào đó là không ít vết đao vết kiếm. Lâm Quý thoáng dừng chân lại, chỉ là tùy ý dò xét một lát, liền biết những cái kia vết đao vết kiếm đều là nguyên thần tu sĩ lưu lại. Không chỉ có như vậy, kia trên tấm bản sắc bén khí tức tựa hồ trả lôi cuốn lấy sát ý lạnh như băng, đến mức lâm quý trong lòng cũng hơi có phần kiên kỵ. Một bên du hành chi cười nói, thỉnh cầu lâm trưởng lệnh lưu lại một đạo vết tích đi. Như thế nào? Đây là trưởng lệnh quan tiền nhiệm quy cũ sao? Du hành chi gật đầu nói, mỗi một vị tổng nha trưởng lệnh quan tiền nhiệm cũng sẽ ở kia bản hiệu bên trên lưu lại một đạo dấu vết của mình mà lại nhất định phải mang lên sát ý mới tốt thì ra là như vậy ta vừa nói bản hiệu sát khí như thế nào nồng đậm như vậy lâm quý bừng tỉnh đại ngộ chúng ta cầm phán tự lệnh không chỉ có muốn trảm yêu trừ ma càng phải trảm giám thiên ti bên trong con sâu làm rầu nồi canh đại bộ phận thời điểm cái sau so cái trước còn nhiều hơn chút du hành chi cười nói nếu như không có điểm bản lĩnh thật sự muốn là động thủ nghĩ đến ngài cũng biết người phía dưới đều có nhiều khó chơi ta đã biết lâm quý hiểu rõ nghĩ đến đang ở trước mắt khu nhà nhỏ này trong cũng là thẩm phán giám thiên ti bên trong sâu mọc địa phương mà này bản hiệu chính là cho bọn hắn đệ nhất đạo uy nhiếp nghĩ thông suốt những này khớp nối lâm quý rất nhanh liền lấy ra thanh công kiếm tại bản hiệu bên trên lưu lại một đạo thuộc về mình vết kiếm. Chờ Lâm Quý thu hồi trường kiếm về sau, Du Hành Chi đã đẩy ra đại môn. Khu nhà nhỏ này bên trong không có gì đặc thù, vào cửa chính là đại sảnh, mà tại đại sảnh về sau, lại phân làm mấy gian thư phòng, chỉ thế thôi. Thế nào, tại đây chính có người ta. Lâm Quý hơi kinh ngạc. Theo lý mà nói, trưởng lệnh quan thân là tứ phẩm quan, quyết định không phải mộc mạc như vậy mới là mà lại phụ trách còn là thẩm phán giám thiên ti quan viên sự tình, nói câu không dễ nghe, đó là cái chức quan béo bở, nên có không ít nhân phá vỡ đầu đều nghĩ đến mới là. Du hành chi thì giải thích nói, nếu là có phiền toái gì bản án, ngài trực tiếp cùng phương đại nhân thông bẩm nhất thanh, giám thiên ti nhân thủ có thể nhậm ngài điều động. Nghe nói như thế Lâm Quý mới hiểu rõ. Mặt hắn điều động, cái quyền lợi này thực không nhỏ. Nhưng cũng đồng dạng quyền lợi của hắn cũng tại phương vân sơn giám thị chi hạ này cũng cũng hợp lý tổng không đến mức hắn cầm còn phương bảo kiếm nhất bữa chém lung tung đầu người khắp nơi rơi xuống đất nhưng lại không nhân có thế chế đi theo du hành chi một đường tới đến phía sau thư phòng du hành chi chỉ vào tận cùng bên trong nhất cái gian phòng kia nói ra nơi này chính là đại nhân thư phòng gần nhất hồ sơ vụ án đều đã chuẩn bị tốt nói đến cũng là hạ quan thấp cổ bé họng không ít chuyện không làm chủ được bởi vậy hoàn toàn chính xác chất đóng không ít bản án nghe xong lời này lâm quý trong lòng lập tức có chút dự cảm bất tường hắn đẩy ra xong phương môn sát theo đó liền thấy ở một bên trên mặt đất xếp chồng chất lấy so với mình nhân còn cao hơn mấy tấc hồ sơ vụ án này ai nhiều đã là tin giảng qua du hành chi bất đắc dĩ nói lục phẩm bộ đầu nhất cấp bản án ta đều tận lực xử lý không ít chỉ là lại hướng lên, liền muốn đại nhân tới tự mình xem qua. Nghe vậy, Lâm Quý vuốt cầm, ngẫm nghĩ một lát. Tiếp đó, ánh mắt của hắn tựu rơi vào du hành chi trên thân. Du hành chi? Có hạ quan. Nghe ngươi ý tứ, những này hồ sơ vụ án ngươi cũng nhìn qua đúng không? Đều nhìn qua. Có bao nhiêu là chứng cứ vô cùng xác thực. Tám thành trở lên. Du hành chi không cần suy nghĩ liền hồi đáp, phía dưới du tinh quang làm việc lúc cũng là cẩn thận, dù sao dính đến động liêu, nếu như sau đó xảy ra phiền toái oan án các loại, bọn hắn cũng muốn gánh trách. Nói đến đây, Du Hành chi cười khổ hai tiếng. Giám Thiên Ti chi kiệt sức đâu chỉ cái này khu khu mấy trăm phần hồ sơ vụ án, chỉ là có quá nhiều chuyện không có chứng cứ, còn không có đưa tới thôi. Thì ra là như vậy. Lâm Quý khẽ gật đầu, tiếp tục nói, đã ngươi đại đa số đều nhìn qua, như vậy những chứng cớ kia vô cùng xác thực, ngươi trực tiếp lựa xuất tới định tội chính là. Đúng, ta trưởng lệnh quan đại ấn đâu? Tứ phẩm trưởng lệnh quan, đã phải phối chuẩn bị quan ấn. Du hành chi chỉ chỉ bàn đọc sách, lâm quý lúc này mới nhìn thấy một mai quan ấn đã bày ra tại bên bàn đọc sách một bên. Hắn tới đến bàn đọc sách đằng sau ngồi xuống, nhìn xem du hành chi bắt đầu không đoạn lật xem những cái kia hồ sơ vụ án, trong lòng không có từ trước đến nay nhiều hơn mấy phần cảm giác thư thản. Quả nhiên mặc kệ làm cái gì, có cái công cụ nhân đều là nhân tuyển tốt nhất. Rất nhanh, du hành chi tựu đã chứng minh hắn cũng không có nói láo, thư phòng này trong hồ sơ vụ án thật sự là hắn đều nhìn qua. Lâm Quý tùy ý chọn xuất hai quyển làm kiểm tra thí điểm, phát hiện du hành chi đối đáp trôi chảy, mà lại cho ra xử phạt cũng có chút hợp lý về sau, càng thêm lớn mật yên tâm. Ngươi làm rất tốt, tương lai có cơ hội, ta hội cùng phương đại nhân lấy nhất miệng, người như ngươi mới nên hảo hảo đề bạc mới là. Lâm Quý cười lớn nói vô sự tự thông lời xã giao. Mà du hành chi tự hồ lời tương tự nghe xong không ít, bởi vậy chỉ là cười khẽ, hù theo đạo hai tiếng tạ. Lâm đại nhân, còn lại bản án liền cần ngại tự mình định đoạt. Du hành chi đem còn lại hồ sơ vụ án đặt ở trên bàn sách. Lâm Quý gật gật đầu, tiện tay cầm lên phía trên nhất một phần hồ sơ vụ án. Coi hắn lật ra hồ sơ vụ án nhìn thấy nó bên trong nội dung thời điểm, hắn lại con ngươi đột nhiên co lại. Này một phần hồ sơ vụ án, ghi lại chính là Kinh Châu bên trong sự tình. Hồ sơ vụ án đã nói là không làm tròn trách nhiệm, nhưng hoài nghi cùng yêu tà cấu kết. Này sự kỳ thực cũng không tính quá lớn, không làm tròn trách nhiệm đơn giản chính là mò cá, cùng yêu tà cấu kết, cũng là có thể lớn có thể nhỏ sự tình mà chuyện này, hiển nhiên nhỏ không được. Tứ thủy huyện bộ đầu tề chính, cấu kết yêu tà, hiếp đáp đồng hương. Thời gian 3 năm, 100 đầu nhân mạng. Khoan nói là tại này Kinh Châu, liền xem như tại Cửu Châu bất luận cái gì một chỗ, vụ án này đều đủ để được bày tại một châu trấn phủ quan trước mặt. Mà nhường lâm quý thấy ngoài ý muốn là vụ án này bị cáo giả. tề chính. Chính là trước đây không lâu thăng nhiệm Kinh Châu Tổng Bộ phía trước trả lại cho Lâm Quý tiện thể nhắn vị kia tài chính. Chương 355, Kia Yêu Kinh Châu Phủ Nha Trong phòng nghị sự Tôn Hà Nhai tiện tay lật xem Lâm Quý mang tới hồ sơ, kia hồ sơ to to nhỏ nhỏ ghi chép trên trăm lên yêu tà hại người sự tình, nhưng Tôn Hà Nhai lại chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Chỉ một lát sau, hắn liền đem hồ sơ buông xuống. Tôn Đại Nhân phía trước nhìn qua này hồ sơ. Tôn Hạ nhai sắc mặt có chút khó coi. Tề chính là ta tự mình cất nhắc lên, tự mình bổ nhiệm Kinh Châu Tổng Bộ. Nếu như không ra này việc sự, trong vòng hai năm, ta liền muốn đem hắn đề bạc làm du tinh quan. Thoại âm rơi xuống, Tôn Hạ nhai ngón tay đâm hồ sơ, bất đắc dĩ nói, dạng này nhất cái chính ta cất nhắc lên thân tính xảy ra sự tình lâm đại nhân ngươi cảm thấy này hồ sơ ta hội chưa từng xem sao giải quyết việc chung tôn hà nhai cũng không tại xưng hô lâm quý vì lâm lão đệ lâm quý cười cười đem hồ sơ thu vào kia tôn đại nhân cảm thấy thế nào lâm quý hỏi ngươi hỏi ta đối với cái này án cách nhìn nhìn thấy lâm quý gật đầu tôn hà nhai nhìn thật sâu lâm quý một chút lại không nguyện trả lời mà là nói ra lâm đại nhân chưởng lệnh quan phá án cũng muốn tị hiềm kia tề chính là ta dòng chính ngươi hỏi ta hỏi không ra kết quả lâm quý lại lắc đầu nói bản quan cũng không phải là muốn từ tôn đại nhân tại đây muốn cái chính xác kết quả đơn giản là muốn kim nghe các phương chiên ngôn lại tinh tế phán đoán thế thôi kim nghe thì minh tôn hà nhai hiểu rõ nói trong mắt của ta này sự tất nhiên là vu hãm tề chính ta đã quan sát hắn hai ba năm lâu dài hắn không phải tà ác hạng người. Tôn Đại Nhân, biết người biết mặt không biết lòng. Ta sống cao tuổi rồi, tổng không hội liền điểm ấy nhãn lực đều không có. Tôn Hà Nhai ngược lại là lộ ra có chút tự tin. Hắn rõ ràng chứng cớ gì đều không có, nhưng hết lần này tới lần khác tự nguyện ý tại lâm quý phía trước vì tề chính giải vây. Loại tình huống này, nếu như không phải Tôn Hà Nhai cũng lẫn vào tại chuyện này bên trong, đó chính là hắn thực cảm thấy tề chính là bị oan uổng đồng thời cũng nguyện ý vì đó đảm bảo nói chuyện cho nên cho dù tôn hà nhai nói cũng chỉ là lời nói của một bên nhưng tại lâm quý trong lòng cũng đã có tề chính bị hãm hại ý nghĩ mà đây cũng chính là tôn hà nhai mục đích đợi đến tôn hà nhai sau khi nói xong lâm quý khởi thân có chút hành lễ tôn đại nhân tề chính hôm nay bị giam giữ ở nơi nào ngay tại kinh châu tổng nha phòng giam bên trong bản quan muốn đi với hắn tâm sự. Tôn Hà Nhai tự nhiên không có phản đối đạo lý, hắn không có quyền lợi tra rõ này sự, nhưng hôm nay tới tra rõ cơ hội. Hắn tự nhiên muốn tích cực một chút. Rất nhanh, Tôn Hà Nhai tự bố trí thu hạ mang theo Lâm Quý đi tới Kinh Châu Tổng Nha trong địa lao. Vừa mới đi vào địa lao, Lâm Quý liền nghe đến không ít thống khổ tiếng trên rỉ, tiếng kêu trên. Lâm Đại Nhân cẩn thận, tại đây giam giữ phạm nhân phần lớn tu vi không tầm thường, mặc dù không ít người đều bởi vì nháo sự bị chúng ta phá đi đang điền phế bỏ tu vi, nhưng luôn có chút cá lọc lưới. Ngục tốt nói ra, từ trước mấy ngày, có cái huynh đệ sơ ý một chút, bị nhân một quyền đánh vào trên bụng, cấp cái bụng đánh cái xuyên thấu, đương thời nhân liền đi. Nghiêm trọng như vậy. Lâm quý có phần khó có thể tin. Phòng giam bên trong phạm nhân, một quyền đem phía ngoài ngục tốt cấp đánh chết những này ngục tốt mặc dù tu vi không cao nhưng cũng đều có đệ nhị cảnh tu vi cho nên nơi này phạm nhân không có đan điền cũng như thường có thể thu thập những này đệ nhị cảnh ngục tốt ai kia phạm nhân trời sinh thần lực đang khi nói chuyện công phu vừa lúc đi ngang qua nhất cái nhà giam bị ngành sinh sinh đẩy ra nhà tù nơi này trên mặt đất trả lưu lại vài phần huyết tích mà trong phòng giam vết máu thì phải càng nhiều chính là chỗ này tên kia tại chỗ tự bị chém giết nhưng ta kia huynh đệ cũng chết không thể chết lại ai nén bi thương lâm quý không biết đạo nói cái gì cho phải chỉ có thể tái nhật vô lực trấn an một câu rất nhanh ngục tốt liền dẫn lâm quý đi tới tề chính nhà tù trước tề tổng bộ có nhân tới thăm ngươi ngục tốt còn không biết lâm quý là tới tra án chỉ coi lâm quý là tề chính hảo hữu đến đây thăm tù ngục tốt mở ra cửa nhà lao về sau liền rời đi Lâm Quý là Tôn Hà Nhai tự mình phân phó, hắn tự nhiên là mở rộng cánh cửa tiện lợi. Lâm Quý đi vào phòng giam bên trong, tới đến tề chính bên cạnh. Lúc này tề chính, đâu còn nhìn thấy phía trước tại đại lý tự trong nha môn đem hắn cưỡng ép mang đi hăng hái. Đối mặt tam ti hội thẩm, tam vị hướng bên trong đại quan, hắn đều không có chút nào khiếp đảm. Mà lúc này thời khắc này tề chính, lại chỉ là co quắp tại nơi hẻo lánh trong, trên thân nhiễm lấy cho bụi, đầu phát cũng loạn không giống như là một vị tổng bộ mà giống như là lạc phách bách tính thành nửa cái tên ăn mày như thế nào rơi vào tình cảnh như vậy cho dù bị bắt cũng không trở thành tuyệt vọng đến tận đây à lâm quý thuận miệng nói nghe được có người nói chuyện tề chính mới rốt cục ngẩng đầu coi hắn nhìn thấy lâm quý thời điểm trên mặt lập tức nổi lên vài phần cười khổ hắn miễn cưỡng chắp tay xem như bắt chuyện qua nhưng Lâm trưởng lệnh chê cười, người ta rõ ràng không có gì giao tình, Lâm trưởng lệnh trả chuyên môn đến xem ta, tề mổ vô cùng cảm kích. Chỉ là đời này chỉ sợ khó mà hoàn lại nhân tình này. Lời này nhường Lâm quý nghe được kỳ quái. Lúc này mới cái nào cùng cái nào, hồ sơ vụ án mới đưa tới giám thiên ti, hắn vừa mới bắt đầu tra xét, tề chính liền đã cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Nói như vậy, loại tình huống này đều xuất hiện tại loại này phạm phải tội lớn ngập trời cùng hung cực ác chi đồ trên thân bọn hắn biết mình tất chết thế là ngược lại tức giận nhất cái ông cùng lắm thì giết chết lão tử tâm thái giống như thật sự đầu rơi mất bát lớn bị mẻ nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới trước khi chết sẽ còn bị bên trên một bộ hoàn chỉnh đại hình hay là giống như là cái gì huyết hải thâm cừu được báo hung thủ tất chết nhưng lại không có tiếc nuối nói như vậy không chừng cũng có thể thản nhiên phó tử nhưng là như cùng tề chính như vậy đồi phế tới cực điểm mặt mũi tràn đầy oan khuất nhưng lại một lòng phó tử tình huống lâm quý còn là lần đầu tiên gặp ta là tới tra vụ án của ngươi ngươi có cái gì oan khuất một mực nói ta sẽ trả ngươi nhất cái trong sạch lâm quý thoáng trịnh trọng một chút nói xong lời nói này về sau hắn trả vỗ vỗ tề chính bả vai nghe vậy tề chính trong mắt tựa hồ nhiều hơn một chút ánh sáng. Hắn nhìn chăm chú Lâm Quý hồi lâu, chung quy là lại một lần cúi đầu. Ta vốn là tứ thủy huyện bộ đầu, thụ tôn đại nhân thưởng thức mới bị điều đến kinh thành, đảm nhiệm kinh châu tổng bộ. Lâm Quý không ra, yên lặng nghe. Tứ thủy huyện tại kinh châu dùng đông, gần như biến cả. Chỗ kia nói là kinh châu, nhưng kỳ thật đã có mấy phần xa xôi, bởi vậy có phần tin tức thượng diện cũng không rõ ràng nói tề chính cười khổ nói ở trong đó tựu có ta cùng yêu tà cấu kết giết hại nhân mạng sự tình nghe nói như thế lâm quý mừng rỡ ngươi thực làm nếu như tề chính thực làm dạng này sự mặc kệ là dùng dạng gì lý do hắn cũng khó khăn thoát khỏi cái chết cái kia ngược lại là không có tề chính lắc đầu nói chuyện đừng thở mạnh lâm quý bất mãn lầm bầm nhất thanh nhưng tề chính nhưng căn bản không nhìn lâm quý trên mặt của hắn dần dần nổi lên sợ hãi cùng kinh hoảng nó bên trong còn kèm theo vài phần tuyệt vọng trong âm thanh của hắn cũng xuất hiện run rẩy kia yêu kia yêu chương 356, quỷ mộng trù trừ nửa ngày tề chính mới rốt cục nói ra một câu nguyên lạnh nói tới kia yêu ta không biết đạo kia yêu là cái gì hay là quỷ là cái gì khác yêu ta lời này rơi vào trong sương mù lâm quý nhướng mày đừng quản là cái gì ngươi chỉ nói cho ta phát sinh cái gì mộng mộng tề chính gật đầu trong mắt nổi lên một chút tơ máu vậy là mấy năm trước đến cùng năm nào ta đã nhớ không rõ ta chỉ nhớ kỹ có một ngày ban đêm ta mộng thấy thủ hạ ta nhất cái yêu bộ dạng gì mộng ta mộng thấy hắn tại sòng bạc trong đánh bại thua sạch sành xanh liền lão bà đều thua ra ngoài rời đi sòng bạc lúc sau đã là ban ngày hắn ngẩng đầu nhìn lên trời dương quang rất chướng mắt sau đó thì sao tề chính toàn thân run lên mang theo vài phần hoảng sợ tuyệt vọng tiếp đó hắn liền chết ở trong mơ chết rồi lâm quý vội vàng truy vấn là là tề chính rung rẩy toàn thân cũng bắt đầu đánh lấy bệnh sốt rét giống như lúc này nói lên sự tình khơi gợi lên trong lòng của hắn không muốn nhắc nhớ lại ký ức hắn ở trong mơ chết rồi treo cổ tự sát cũng bởi vì thua sạch trong nhà tiền trả thua lão bà rõ ràng hắn là trong huyện yêu bộ đám kia mở sòng bạc to gan cũng không dám thực đi muốn vợ của hắn nhưng hắn còn là treo cổ chết rồi lại tiếp đó ta tự tỉnh trời sáng choang tề chính tiếp tục nói ta đương sai đi nha môn trong điểm danh tất cả mọi người đến chính có hắn không có đến ta hỏi cái khác thu hạ đều nói hắn ban đêm đi đánh bạc nghe đến đó lâm quý đã có vài phần suy đoán thế là ngươi liền lần theo trong mộng ký ức đi tìm vị kia yêu bộ tiếp đó nhìn thấy hắn thực trong nhà treo cổ tự sát tề chính bỗng nhiên ngẩng đầu trừng to mắt nhìn xem lâm quý làm sao ngươi biết làm sao ngươi biết Lâm Quý bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đều đã làm nền đến mức này, tiếp xuống phát triển không phải rất dễ đoán sao. Nhưng tề chính lại không ý thức được tự mình dị trạng. Hắn khởi thân một cái nắm chặt Lâm Quý cổ áo. Có phải hay không là ngươi? Có phải hay không là ngươi? Lâm Quý không kiên nhẫn được nữa, nhấc tay điểm vào tề chính chỗ mi tâm, một đạo linh khí nhường hắn ngơ ngơ ngát ngát thần trí nhìn chung thanh tĩnh hơn phân nữa. Hắn tại nguyên chỗ sửng sốt hồi lâu, nhìn chung lấy lại tinh thần lâm chưởng lệnh ta ta vừa rồi nói tiếp lâm quý không thèm để ý khoác tay áo tề chính gật đầu nói đương thời nhìn thấy kia chết đi yêu bộ ta dọa đến mấy ngày cũng không dám đi ngủ chuyện trong mộng cũng không dám đối với bất kỳ người nào nhấc lên cho đến mấy ngày sau hết thảy đều gió êm sóng lặng ta cũng coi là giấc mộng kia chỉ là trùng hợp cũng thế Lâm Quý đồng ý, thu hạ yêu bộ cả ngày cờ bạc trả ra gì, nhiễm thứ này bị bức tử cũng không có gì thật là kỳ quái. Bởi vậy ban đêm mộng thấy cũng không tính không thể nào hiểu được. Nhưng khi ta tại một lần kia về sau, lần thứ nhất đi ngủ về sau, ta lại nằm mơ. Ta mộng thấy nhà cách vách tẩu tử, nàng trên đường ngã một phát, cái óc cuối tại trên mặt đất, tại chỗ chết. Lâm Quý hiểu rõ. Tiếp đó ngươi sau khi tỉnh lại, giấc mộng kia trong tẩu tử quả nhiên như vậy chết đi đúng lâm quý tây vừa lộn hồ sơ đã xuất hiện ở trong tay hắn lật ra hồ sơ đến xem thượng diện ghi lại án giết người đều là như vậy ly kỳ cổ quái nhưng là hết lần này đến lần khác không có ghi chép tề chính nằm mơ sự tình ngươi vừa mới nói hai kiện bản án này hồ sơ bên trên ngược lại là đều có rõ ràng chi tiết khả ngươi vì sao duy chỉ có không đề cập tới ngươi nằm mơ sự tình ta sợ ta sợ ta lại mộng thấy người vô tội bởi vậy việc này ta ai cũng không dám nói chỉ muốn nát tại trong bụng cùng ta cùng chết đi lâm quý hừ nhẹ nhất thanh làm sao ngươi biết ngươi chết người khác liền sẽ không làm dạng này sát nhân mộng rồi tề chính cười khổ đem đầu bước vào đầu gối trong co quắp tại nơi hẻo lánh chỗ tối tăm hèn nhát lâm quý không chút do dự khiển trách nếu như dám thiên ti đều là ngươi lớp này người hèn yếu kỳ giám thiên ti cũng sẽ không có hôm nay uy danh. Tề chính, ngươi thân là Kinh Châu Tổng Bộ, sao có thể như vậy không quả quyết? Ta! Ta! Lâm Quý dứt khoát trong giọng nói mang tới vài phần uy nghiêm, nói ra, bản quan cũng là theo yêu bộ một đường bò lên. Nhưng phàm xử lý không được sự tình, nhất định sẽ từ đầu chí cuối báo cáo đi lên. Ngươi nói cho ta, ngươi sợ cái gì? Ngươi sợ to lớn dám thiên ti, Nhật Du cảnh nhập đạo cảnh cường giả không giải quyết được này nho nhỏ quỷ gì. Còn là sợ vấn đề này ảnh hưởng tới tiền đồ của ngươi. Ta. Lâm Quý cười lạnh một tiếng, quả là thế. Giám thiên ti theo không làm khó dễ người phía dưới, xử lý không được báo cáo đi lên, tiếp đó thành thành thật thật cẩu mệnh đừng bị giết chết là được rồi. Tề chính rõ ràng phát hiện chuyện không thích hợp, nhưng lại không dám báo lên. Rất hiển nhiên, là bởi vì này quái sự cùng hắn tương quan, hắn sợ hãi báo cáo đi lên bị cao tầng để ở trong mắt, đoạn mất hắn tấn thăng con đường. Dù sao một châu tổng bộ chính có một vị, tổng bộ chi vị là bình bộ thanh vân vị trí, không biết bao nhiêu muốn leo lên trên bộ đầu chầm chầm vào. Nhậm ngươi tề chính nhiều ưu tú, cũng sẽ không là một cái duy nhất. Tiếp đó lại cùng yêu tà có dính dấp. Vị trí này tự nhiên không tới phiên trên đầu của hắn. Hỏi rõ sự tình, lâm quý vừa tiếp tục nói giấc mộng kia ngươi sẽ còn làm sao không làm tề chính lắc đầu lúc nào thì không làm lâm quý lại hỏi rời đi tứ thủy huyện về sau lâm quý gật gật đầu cái này manh mối tựu rõ ràng ngươi tại trong lao thành thành thật thật đợi đi này sự ta sẽ đích thân đi tứ thủy huyện dò xét nếu là thật sự như ngươi nói ta sẽ trả ngươi nhất cái trong sạch nghe nói như thế tề chính trong mắt lập tức nổi lên vài phần hy vọng nhưng lâm quý lại nói khả bởi vì ngươi không quả quyết không duyên cớ hủy trên trăm đầu tính mệnh này sự đã không phải là đơn giản không làm tròn trách nhiệm bởi vậy này tổng bộ vị trí ngươi là chớ hồng mơ tưởng chỉ chỉ cần có thể chém kia yêu ta ta chính là chết đều nguyện ý tề chính vội vàng hô lâm quý lại không tiếp tục để ý hắn trực tiếp đi ra nhà tù xa xa ngục tốt vừa nghe đến động tỉnh bên này liền vội vàng tiến lên đón đại nhân nói dứt lời rồi đem khóa cửa lên đi vất vả lâm quý lên tiếng chào hỏi liền chuẩn bị rời đi tề chính nói nếu như không giả vậy chuyện này ít nhiều có chút phiền toái hắn trước phải đi cùng phương vân sơn báo cáo chuẩn bị nhất thanh sau đó lại tự mình đi một chuyến tứ thủy huyện tìm tòi hư thực đừng xem tề chính nói dọa người khả hắn tại đương bộ đầu thời điểm, mới đệ tam cảnh thế thôi. Tại khai linh cảnh tu sĩ trong mắt kinh khủng, tại hôm nay lâm quý trong mắt, chưa hẳn sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Bất quá mới vừa đi hai bước, lâm quý bỗng nhiên khi đi ngang qua một gian nhà tù trước dừng lại bước chân. Này phòng giam bên trong quan chính là một nữ nhân, bẩn thiểu, cũng có chút suy yếu, nhưng trên thân lại không cái gì thương. Hoàng Thúy Lâm Quý vạn vạn không nghĩ tới, sẽ ở Kinh Châu Giám Thiên Ti trong Đại Lao nhìn thấy Hoàng Thúy. Phòng giam bên trong nữ nhân ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Quý, trong mắt nổi lên vài phần quan mang. Lâm. Lâm Đại Ca. Chương 357, Vất Nhân. Lâm Quý vạn vạn không nghĩ tới, sẽ ở này Kinh Châu Phủ Nha trong Đại Lao nhìn thấy Hoàng Thúy. Từ lần trước tại Sơn Viễn huyện thả đi Hoàng Thúy đằng sau, đây là Lâm Quý lần thứ nhất cùng nàng gặp mặt. Ngược lại là nàng kia không may mùi mùi Hoàng Linh, cũng không biết bây giờ còn tại Đại Lý Tự trong Đại Lao, hoặc là tại địa phương khác giam giữ. Lao đầu nhi, đem cửa mở ra. Lâm Quý hướng về một bên ngục tốt nói. Khi ngục tốt nghe vậy có chút khó khăn nói, Lâm Đại Nhân, cái này. Này không hợp quy củ đi. Lời của ta chính là quy củ quay đầu ta tự mình đi cùng tôn đại nhân giải thích. Nói đều nói đến đây cái phân thượng, ngục tốt tự nhiên không nào dám không cấp lâm quý mặt mũi này, liền tranh thủ nhà tù mở ra. Lâm quý đi vào nhà tù đem hoàng thúy đỡ lên, dùng linh khí thoáng dò xét một cái, phát hiện trên người nàng chỉ có một điểm không tính nội thương nghiêm trọng, mặc dù suy yếu, nhưng là cũng không lo ngại. Đa tạ lâm đại ca. Hoàng Thúy nói tiếng cảm ơn, theo bản năng nghiêng mặt lâm quý biết nàng là tại nghỉ trăm phương ngàn kế che giấu mặt khác nữa gương mặt lên vết thương dù sao phía trước cùng hoàng thúy liên hệ thời điểm nàng đều là mang theo mặt nạ ngươi như thế nào bị giam tới nơi này là ai đã thương ngươi lâm quý không hiểu hỏi hoàng thúy cười khổ hai tiếng nói ra ta tiếp vào mùi muội đưa tin nói là bị vây ở kinh thành thế là muốn tới cứu nàng ai có thể nghĩ vừa tìm tới địa phương chuẩn bị động thủ tự bị giám thiên tiên nhân phát hiện. May mắn vị kia du tinh quang không có hạ tử thủ, chỉ là đem ta đã thương tiếp đó ném vào trong lao. Cái này, Lâm Quý hơi có chút im lặng, đến kinh thành cứu người, người lá gan khả thực không nhỏ. Thấy Hoàng Thúy không đáp, Lâm Quý suy nghĩ việc này nên xử lý như thế nào. Hoàng Thúy muội muội Hoàng Linh là cùng thẩm hoành án có quan hệ mới bị liên lụy vào. Bây giờ thẩm hoành án đã có kết luận, nghĩ đến đem hoàng linh vớt đi ra cũng không tính việc khó mùi mùi của ngươi bị giam ở đâu tại giám thiên ti tổng nha hoàng thúy nói lâm quý gật gật đầu xem đến lần trước tam ti hội thẩm thời điểm hắn hay là làm ra vài phần tác dụng chí ít nhường đại lý tự đem nhân phóng xuất chỉ cần nhân tại giám thiên ti dù là đang bị nhốt cũng không trở thành nhận cái gì tra tấn mang theo hoàng thúy đi ra nhà tù nói ra đi theo ta thuận tiện đem mùi mùi của ngươi cũng phóng xuất. Hoàng Thúy tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng là một bên ngục tốt mặt đều muốn bạch. Lâm Đại Nhân, này tư thả tù phạm thế nhưng là trọng tội. Không phải tư thả tù phạm, mà là ta có vụ án muốn nàng hỗ trợ, đây là nhường nàng lập công chuộc tội. Lâm Quý thuận miệng qua loa tắc trách hai câu, nhường kia ngục tốt nói không ra lời. Sau đó hắn liền không tiếp tục để ý ngục tốt, trực tiếp mang theo hoàng thúy một đường đi ra đại lao đi tới phủ nha trong phòng nghị sự trước sau đi qua không đến bao lâu bởi vậy tôn hà nhai còn tại nơi đây chờ nhìn ra được đối tại tề chính bản án thật sự là hắn là có chút để ý không phải vậy một vị tam phẩm trấn phủ quan vô luận như thế nào cũng không trở thành vì một cái nho nhỏ lục phẩm tổng bộ mà lo lắng nhìn thấy lâm quý xuất hiện tôn hà nhai đầu tiên là nhìn lướt qua lâm quý sau lưng hoàng thúy Cô nương này là trước đây không lâu tổng nha trương du tinh chọc tới, nói là mạnh mẽ xông tới giám thiên ti tổng nha chưa thực hiện được. Tôn Hà Nhai nói. Trương du tinh. Lâm quý nhíu mày. Trương Đại Hà, mãn phu nhất cái, hướng đến độc lai độc vãn, có phần bản sự, nhưng lại bởi vì đắc tội không ít người, bởi vậy đã nhiều năm như vậy vẫn chỉ là du tinh quan. Tôn Hà Nhai nói, hắn là dạ du, ấn lý tới nói tại giám thiên ti làm việc nhiều năm như vậy, cho dù không đảm đương nổi trưởng lệnh quan cấp cái tứ phẩm chức quan nhàn tản cũng là chuyện đương nhiên dừng một chút tôn hà nhai nhắc nhở trương du tinh không thế nào dễ nói chuyện ngay cả ta mặc tử cũng không cho nếu là hắn biết ngươi đem hắn trảo nhân phóng ra nghĩ đến hẳn là sẽ không đơn giản từ bỏ ý đồ Khi liền nhường hắn tới đi lâm quý cũng không thèm để ý nhất cái dạ du cảnh du tinh quan còn có thể lật ra cái gì bọt nước đến không thành. Dăm ba câu nói xong nhàn thoại, Lâm Quý thẳng nhập chính đề nói, tề chính bản án hoàn toàn chính xác có kỳ quặc, ấn lối nói của hắn đến xem, nên là có yêu tà cho mượn tay giết nhân. Nhưng này sự hắn có giấu giếm không báo trách nhiệm, bởi vậy cho dù sau đó kia yêu tà đền tội, tề chính này tổng bộ lại là nhất định không làm tiếp được. Nghe xong lời này, Tôn Hà Nhai liền vội vàng hỏi, ngươi hỏi ra cái gì tới? Lâm Quý lắc đầu. Chờ kết án đằng sau, Tôn Đại Nhân lại nhìn hồ sơ đi. Vừa nói, Lâm Quý lại khởi thân chấp tay nói, ta lộ ra những này, chỉ là hy vọng Tôn Đại Nhân tranh thủ thời gian suy tính đời tiếp theo tổng bộ nhân tuyển, đừng lại đem hy vọng thả trên người tề chính. Dạng này a. À. Tôn Hà Nhai trên mặt nổi lên một chút bất đắc dĩ. Kinh Châu tổng bộ cỡ nào trọng yếu? Hắn khảo lượng toàn châu hơn 10 vị bộ đầu, mới định ra tề chính ai có thể nghĩ lúc này mới không có mấy ngày tề chính liền muốn xong đời đời trước tổng bộ lôi báo cũng thế rõ ràng có bình bộ thanh vân cơ hội lại vẫn cứ bị cao quần thư lợi dụng sau cùng cũng rơi vào cái chết không yên lành hạ tràng tôn hà nhai không thể không hoài nghi phải hay co phải kinh châu tổng bộ vị trí này có vấn đề đem sự tình đơn giản cấp tôn hà nhai bàn giao hai câu lâm quý liền dẫn hoàng thúy rời đi kinh châu tổng nha vừa mới đi đến trên đường, Lâm Quý đột nhiên nghĩ đến cái gì, tùy tiện tại ven đường quay hàng lên mua một cái khăn che mặt đưa cho Hoàng Thúy. Đa tạ. Hoàng Thúy cười cười, đem khăn che mặt mang lên mặt, lại nói, kỳ thực không có khăn che mặt cũng không có gì, ta đều quen thuộc. Nếu thật là quen thuộc, vừa mới tại trong lao cũng không hội tận lực tránh né Lâm Quý ánh mắt. Bất quá Lâm Quý cũng chưa hề nói phá, mà là hỏi, mặt nạ của ngươi đâu? bị vị kia Trương Du Tinh đánh nát. Hoàng Thúy cười khổ nói, ta nguyên lai tưởng rằng trước dùng cổ trùng dò đường, lại âm thầm ẩn vào giám thiên ti vạn vô nhất thất, ai có thể nghĩ ta cổ trùng đều tránh không khỏi giám thiên ti tổng nha dò xét. Lâm Quý trên dưới dò xét Hoàng Thúy hai mắt. Trong ánh mắt mang theo vài phần quái dị. Nếu là ngươi này đệ tứ cảnh tu sĩ đều có thể ẩn núp tiếng giám thiên ti tổng nha, kỳ giám thiên ti chỉ sợ cũng liền không có tồn tại cần thiết. Cô nương này số khổ căn nguyên chính là quá mức ngây thơ, không nghĩ tới kinh lịch bình xuyên huyện sự tình đằng sau, nàng tật xấu này hay là không có đổi. Rất nhanh, hai người liền tới đến giám thiên ti tổng nha. Lâm quý ngược lại là không ai ngăn cản, chỉ là cổng thủ vệ lại cản lại hoàng thúy. Lại là ngươi. Thủ vệ kia dường như nhận ra hoàng thúy, khẽ nhíu mày đằng sau, chủ động đối lâm quý không mình hành lễ nói. Lâm trưởng lệnh, Cô nương này phía trước dòm ngó tổng nha, bị trương du tinh. Đây là hiểu lầm, ta có vụ án muốn nàng hỗ trợ. Lâm Quý giải thích nói. Nghe vậy, thủ vệ lập tức nhường đường không ngăn cản nữa. Theo lý mà nói, ngoại nhân phải vào tổng nha, không thể thiếu trải qua đề ra nghi vấn thẩm tra. Nhưng bây giờ người nào không biết Lâm Quý là Phương Vân Sơn trước mặt hồng nhân, không ai sẽ vì chút chuyện nhỏ này khó xử Lâm Quý. Tiến nhập tổng nha đằng sau. Lâm Quý đem Hoàng Thúy dàn xếp tại trong thư phòng của mình, tiếp đó liền đi tìm Phương Vân Sơn. Phải đem Hoàng Linh cũng vất đi ra mới được. Chương 358, Hoàng Linh cùng Hoàng Thúy. Cùng Phương Vân Sơn trò chuyện cũng không có gì khó khăn trắc trở, nghe được Lâm Quý đơn giản tự thuật tứ thủy huyện sự tình sau, hắn chỉ nói nhường chính Lâm Quý đi làm chính là để lục cảnh tu sĩ tại giám thiên ti bên trong cũng đã là trụ cột vững vàng đồng dạng tồn tại thế gian này còn ít có nhật du cảnh đều chuyện không giải quyết được bởi vậy phương vân sơn cũng không có gì đáng lo lắng trừ cái đó ra liên quan tới hoàng linh sự lầm quý chỉ là đề nhất miệng phương vân sơn liền trực tiếp nói nhường chính hắn đi trong lao lĩnh nhân thẩm hoành án đằng sau khi hoàng linh tự được đưa đến tổng nha tới nói là hoàng linh là tu sĩ phạm cấm nên do giám thiên ti đến phán, bọn hắn đại lý tự không tiện bao biện làm thay. Phương Vân Sơn trong giọng nói mang theo vài phần chế nhạo. Sợ chính là sợ, lấy cớ cũng không phải ít. Kia thiên ngươi tại trên đại sảnh nhất lên duy châu hoàng gia sự, thế nhưng là đem mấy vị kia dọa cho phát sợ. Nghe vậy, Lâm Quý cũng cười đứng lên. Bất quá đang chuẩn bị cáo lui thời điểm, Lâm Quý bỗng nhiên nhớ lại một sự kiện, lại nói ra, Phương Đại Nhân, giám thiên ti trong bảo khố nhưng còn có đoạn tục đan. Có, chỉ là ngươi muốn đoạn tục đan làm cái gì? Phương Vân Sơn thuận miệng hỏi. Có người bằng hữu bị hủy dung, lúc trước ta từng đáp ứng nàng đến nếu là có cơ hội, được tìm một mai đoạn tục đan cho nàng khôi phục dung mạo. Lâm Quý nói, ta chỗ này còn có không ít nguyên tin, người xem. Không tại, đợi lát nữa ta nhường nhân đem đang dược đưa đến ngươi đó chính là. Một mai đoạn tục đang bất quá ở bên ngoài bán một nghìn đồng tinh, nhưng là giám thiên ti có tự mình luyện đan sư, chi phí bất quá ba năm trăm nguyên tinh, tính không được thứ gì đáng tiền, xem như ngươi phúc lợi đi. Nghe vậy, Lâm Quý tự nhiên là mừng rỡ tiết kiệm tiền đa tạ phương đại nhân. Cáo biệt phương Vân Sơn đằng sau. Lâm Quý đi một chuyến giám thiên ti tổng nha đại lao, đem Hoàng Linh cũng dẫn ra ngoài. So với Hoàng Thúy, hoàng linh vết thương trên người lại nhiều hơn rất nhiều lúc trước bị tập sự ti chọc tới đằng sau nàng thế nhưng là thực thụ không ít da thịt nổi khổ nếu không phải tập sự ti đều là một đám hoạn quan lâm quý xem chừng hoàng linh hạ tràng chỉ sợ còn phải càng thê thảm hơn một chút tốt ở phía sau tập sự ti đem nàng ném cho giám thiên ti nếu không coi như có tu vi tại thân cũng khó sống sót đến bây giờ lâm đại ca cùng sau lưng lâm quý Hoàng Linh rất có vài phần không con quản đời còn lại hân hỷ. Ngươi biết tỷ tỷ ngươi vì cứu ngươi cũng bị giám thiên ti bắt sao?" Lâm Quý ngữ khí bất thiện hỏi. Hoàng Linh khẽ giật mình. "Tỷ tỷ của ta cũng bị bắt." "Lâm đại ca, tỷ ta nàng, ta đã đem nàng cứu ra." Lâm Quý trong giọng nói mang tới vài phần chất vấn, "Lúc trước thả ngươi sau khi đi, ngươi vì sao không lập tức đào mệnh?" "Ngươi lúc đó lập tức đào tẩu." tập sự ti nhân tuyệt đối bắt không được ngươi. Ta. Ta. Hoàng Linh có phần nói không ra lời. Lâm Quý cũng lười nhiều lời, hắn biết hơn phân nửa Hoàng Linh hay là muốn cứu thẩm hoành. Những đại gia tộc này đi ra đệ tử chính là như vậy. Không bị hiện thực hung hăng đánh đập một phen, mãi mãi cũng không ý thức được tự mình nhỏ yếu. Nhớ ngày đó Lâm Quý đệ tam cảnh thời điểm, thật là có thế có nhiều sợ tựu có nhiều sợ, tự đây đều là cửu tử nhất sinh mới cẩu mệnh đến nay rất nhanh lâm quý liền mang theo hoàng linh cũng trở về đến trong thư phòng của mình du hành chi lúc này cũng trong thư phòng chờ nhìn thấy lâm quý xuất hiện hắn liền vội vàng đứng lên hoàng linh thì cùng hoàng linh tụ ở cùng nhau nhỏ giọng nói tới nói lui lâm quý đối với các nàng nói chuyện nội dung không cảm thấy hứng thú mà là nhìn về phía du hành chi hỏi sao ngươi lại tới đây có chuyện gì không đại nhân đây là phương đại nhân nhường nhân đưa tới đoạn tục đan du hành chi lấy ra nhất cái hộp gấm đặt lên bàn một bên hoàng thúy nghe được đoạn tục đan ba chữ lập tức ghé mắt nhìn về phía lâm quý vất vả lâm quý nói tiếng cám ơn chờ du hành chi đi đằng sau liền đem đan dược trực tiếp giao cho hoàng thúy lâm đại ca cái này ban đầu ở bình xuyên huyện đáp ứng ngươi nhanh lên đem đan dược ăn vào luyện hóa khác không cần nhiều lời. Hoàng Thúy tiếp nhận hộp gấm, trầm mặt hồi lâu. Tiếp đó nàng lôi kéo Hoàng Linh lui về phía sau hai bước. Lại dắt lấy nàng cùng một chỗ đối lâm quý không người một cái thật sâu. Lâm đại ca, người đại ân đại đức, Hoàng Thúy không biết nên như thế nào báo đáp. Hảo hảo sống, chính là đối ta báo đáp. Thoại âm rơi xuống, lâm quý liền để các nàng hai tỷ mùi tự mình đợi, chờ Hoàng Thúy tại tổng nha bên trong đêm đang dược luyện hóa về sau lại rời đi, mà hắn thì chuẩn bị trực tiếp đi tứ thủy huyện đi một chuyến. Lâm đại ca muốn đi đâu? Hoàng Thúy gọi lại Lâm Quý. Đi tứ thủy huyện làm việc, có yêu tà trong mộng giết nhân, thú vị vô cùng. Chờ chút. Nói, Lâm Quý đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Hoàng Thúy nói, ngươi cái kia có thể làm cho người nhập mộng cổ trùng còn nữa không? hoàng thúy gật đầu nói có đã như vậy vậy ngươi cũng nhanh nhiều đem đang dược ăn vào thương lành đằng sau cùng ta cùng đi một chuyến tứ thủy huyện ta còn có cái sự tình cần hỗ trợ của ngươi có hoàng thúy cổ trùng tại vụ án này nên có thế đơn giản không ít nghe xong lâm quý cần dùng tới tự mình hoàng thúy liền vội vàng gật đầu không chút do dự đem đang dược ăn vào tiếp đó liền bắt đầu tu luyện mà thừa dịp này hoàng linh thì đến đến lâm quý bên cạnh hỏi Lâm đại ca, tỷ tỷ của ta mặc của nàng đến cùng làm sao vậy? Vừa mới hỏi nàng nàng cũng không muốn nói. Hoàng Thúy không nói, Lâm Quý đương nhiên sẽ không lắm miệng. Bị thương nhẹ mà thôi, không phải cái đại sự gì. Nghe vậy, Hoàng Linh mặc dù cảm thấy hai người này tự hồ đang gạt tự mình, nhưng là cũng không có quá coi ra gì. Sông sáo bên ngoài, thù bị thương tính không được cái gì. Hoàng Thúy này vừa tu luyện chính là một buổi tối mãi cho đến sáng ngày thứ hai, nàng mới rốt cục đem đoạn tục đang dược lực luyện hóa, trên mặt nàng bị hủy dung một nửa đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là làn da so với một nửa khác muốn non nớt rất nhiều. Nhìn có phần không cân đối, nhưng cùng lúc trước so với đã là ngày đêm khác biệt. Sau khi tỉnh lại, Hoàng Thúy không ngừng vuốt ve mặt mình, trong mắt mang theo vài phần ước ác. Nói là quen thuộc, nhưng người nào lại có thể thực không thèm để ý mình bị hủy dung. Lâm Quý đã đợi thì đã lâu, thấy Hoàng Thúy theo trong thư phòng đi ra, hắn liền phân phó du hành chi chiếu cố Hoàng Linh, mà hắn thì mang theo Hoàng Thúy trực tiếp ra khỏi thành. Tứ Thủy huyện tại Kinh Châu phía đông nhất là gần như biến cả địa phương. Từ nơi đó xuôi năm liền có thể lấy trực tiếp đạt đến từ Châu, cũng là từ Châu tiến về Kinh Châu khu vực cần phải đi qua. Nói đến ta trả chưa từng đi qua bờ biển tới, trên đường, Lâm Quý một thoại hoa thoại nói, chỉ là thường thường nghe người ta nói đến bờ biển hải bên trong yêu tộc, so trên lục địa còn phải hung mảnh không ít. Đúng là như thế, ta ở nhà lúc, cũng nghe trưởng bối trong nhà nói qua những thứ này. Hoàng Thúy lúc này đã không tại mang theo khăn che mặt, đoạn tục đang không chỉ giúp nàng khôi phục dung mạo, tự hồ cũng giúp nàng khôi phục tự tin. Tối thiểu nàng bây giờ, dám trực tiếp cùng Lâm Quý đối mặt nói chuyện với nhau, mà lúc trước, nàng kiểu gì cũng sẽ theo bản năng ánh mắt trốn tránh. Lâm Quý lại nghĩ tới vụ án lần này, cho nên đem sự tình đơn giản cấp hoàng thúy tự thuật một lần. Sau khi nói xong, hắn mới hỏi, trước ngươi có nghe nói qua này chủng tại trong mộng trước thời hạn giết nhân yêu tà sao? Hoàn toàn không có. Hoàng Thúy suy nghĩ nói, bất quá này chủng đem nguyên nhân cái chết trước tiên ở trong mộng biểu thị một lần thủ đoạn, ta luôn cảm thấy có phần tận lực. Lâm Quý Tán Đồng gật gật đầu, hắn không sai biệt lắm cũng là nghĩ như vậy. Hắn không phải là ở trong mơ tiên đoán, mà là trước tiên ở trong mộng biểu thị một lần, sau đó lại tại trong hiện thực xuất thủ thế thôi. Giả thần giả quỷ mà thôi. Chương 359, Tứ Thủy huyện. Lâm Quý cùng Hoàng Thúy đi đường tốc độ cũng không tính nhanh, nhưng trước sau cũng bất quá ba năm ngày, bọn hắn liền đã đi tới cự ly Tứ Thủy huyện chỗ không xa bọn hắn đi là quan đạo nơi xa đã mơ hồ có thể nhìn thấy tứ thủy huyện hình dáng dưới chân nhanh mấy bước hai người rất nhanh liền tiến nhập trong huyện thành có lẽ là bởi vì nơi này có không ít lui tới khách thương nguyên nhân lâm quý cùng hoàng thúy hai cái ngoại nhân cũng không có gây nên cái gì chú ý nơi này bán hàng trong đều là bán cá hoàng thúy hiếu kỳ nhìn chung quanh tại đường đi hai bên cơ hồ tám thành quán phô bán đều là hải lý các loại loại cá ven biển ăn hải thuyết pháp quả nhiên không giả. Bất quá bởi vì hai người là đến làm việc, bởi vậy Lâm Quý trực tiếp mang theo Hoàng Thúy đi tới Tứ Thủy huyện huyện Nha. Vừa đến cổng huyện Nha, thủ vệ Nha dịch liền quát lớn lên tiếng. Dừng lại. Cái gì nhân? Lâm Quý sốc lên trường sam vạt áo, lộ ra bên hông lệnh bài. Hắn vốn cho là nha dịch nhìn thấy lệnh bài đằng sau liền không hội ngăn cản, ai có thể nghĩ này nha dịch nhìn hồi lâu, châu mày nói thế nào có tiền liền muốn mạnh mẽ xông tới huyện nha ngươi muốn tìm ai chờ ta đi vào cho ngươi thông bẩm có tiền lâm quý cũng ngây ngẩn cả người dùng vàng đánh nhất khối lệnh bài có gì đặc biệt hơn người người rốt cuộc muốn tìm ai nhà dịch thúc giục nói nếu không phải xem ở cái kia thuần kim lệnh bài phân thượng hắn khả chưa chắc sẽ có hiện tại khách khí như vậy một bên hoàng thúy trực tiếp cười ra tiếng Lâm đại ca, xem đến ngươi này lệnh bài tại này xa xôi địa giới cũng không thế nào có tác dụng a. À. Đừng cười. Lâm quý liếc mắt, một cổ khí thế chớp mắt là qua theo nha dịch bên cạnh lướt qua. Chỉ là trong chốc lát, kia nha dịch tự dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, trực tiếp đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi. Ngươi là tu sĩ. Giám thiên ti tổng nha trưởng lệnh lâm quý đến đây tra án, ngươi đi thông bẩm đi lâm quý không nhịn được khoác tay áo hắn cũng không phải lên đe dọa này nha dịch chỉ là sợ gia hỏa này đến lúc đó đi vào nói không rõ ràng dứt khoát trực tiếp tự giới thiệu vân 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 gặp qua đại nhân tiểu nhân đi luôn nha dịch lộn nhào tiến vào huyện nha nói là nhường hắn thông bẩm nhưng là lâm quý cũng lười chờ ở bên ngoài rất nhanh liền mang theo hoàng thúy một đạo đi vào trong huyện nha mới đi không có mấy bước đối diện tựu có hai người vội vã đi ra vừa nhìn thấy Lâm Quý. Hai người kia vội vàng dừng chân lại hành lễ. Tứ thủy huyện huyện lệnh Trần Bỉnh Thông, gặp qua trưởng lệnh đại nhân. Tứ thủy huyện bộ đầu ngưu cửu, gặp qua trưởng lệnh đại nhân. Hai người cúi rạp người, không đợi Lâm Quý mở miệng, căn bản không dám khởi thân. Bình thường huyện nha, cho dù là tới cái du tinh quan đều được thận trọng đam đãi, sợ xảy ra điều gì sai lầm, hay là có cái gì cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn địa phương. Đến nỗi tứ phẩm trưởng lệnh quan, bọn hắn càng là chưa từng nghe thấy. Vừa nghĩ tới trên địa bàn của mình có đại sự xảy ra, liền kinh thành tổng nha đại nhân đều bị kinh động tự mình đến đây. Trần Bỉnh Thông cùng Ngưu Cửu trong lòng đều đã thấp thỏm tới cực điểm. Đứng lên đi, đi vào nói chuyện. Lâm Quý khoát tay áo, mang theo Hoàng Thúy vượt qua hai người, trực tiếp xuyên qua huyện nha đại sảnh, đi tới phòng khách riêng bên trong. Hắn không chút khách khí ngồi ở chủ vị lúc này mới nhìn về phía cùng theo vào huyện lệnh cùng bộ đầu hai người. Ngồi đi, không tại lo lắng hải hùng, ta không phải là vì các ngươi mà tới. Lâm Quý khó được trấn an một câu. Hắn nhưng là rất rõ ràng đương thời thuộc tại thượng quan trước mặt trong lòng run sợ, như dẫm trên băng mỏng. Tư vị kia thực không dễ chịu. Chờ hai người thận trọng ngồi xuống về sau, Lâm Quý liền trực tiếp khai môn kiến sơn hỏi, huyện các ngươi bên trong đời trước bộ đầu tề chính, khả từng nhớ kỹ. Nghe nói như thế, huyện lệnh cùng bộ đầu liếc nhau. Nhớ kỹ, tề bộ đầu năm đó chính là cùng hạ quan nhất đồng điều đến tứ thủy huyện. Trần huyện lệnh vội vàng nói. Lâm quý lại nhìn về phía bộ đầu ngưu cửu. Ta cũng nhớ kỹ, lúc trước ta chính là tề bộ đầu thủ hạ yêu bộ, hắn cao thăng đằng sau ta mới thay thế đi lên. Nói, ngưu cửu lại hỏi, xin hỏi trưởng lệnh đại nhân, thế nhưng là tề bộ đầu xuất sự rồi lâm quý không đáp mà là tiếp tục hỏi tề chính tại tứ thủy huyện thời điểm khả từng nói với các ngươi qua mộng cảnh giết nhân sự mộng cảnh giết nhân trần huyền lệnh cùng ngưu bộ đầu thanh âm đột nhiên cất cao lâm quý theo vừa tiến đến ngay tại dùng phật môn lục thông dò xét hai người bọn họ lúc này kinh ngạc của của bọn hắn cũng không phải giả vờ xem đến các ngươi cũng không biết tề chính ngược lại là giấu giếm rất sâu lâm quý lắc đầu nói thẳng, cho các ngươi một canh giờ thời gian, đem tứ thủy huyện mấy năm gần đây án mạng hồ sơ sửa sang lại. Nhớ kỹ, không thể để lộ qua bất luận cái gì một cọc án mạng. Cho dù là treo ngược tự sát, hay là khác ly kỳ tử vong, đều đưa tới cho ta. Nghe xong lời này, Trần huyện lệnh cùng ngưu bộ đầu này đều phản ứng lại. Đại nhân là vì thế sự mà đến. Ngưu bộ đầu hỏi. Ừm. Ngươi biết ta muốn tra cái gì? lâm quý long mày nhíu lại vội vàng truy vấn mau nói đi ngưu bộ đầu gật đầu nói trong huyện hàng năm đều phải chết hơn vài chục nhân ta nói chính là ngoại ý muốn chết đi này sự đoàn người đều biết khả năng có kỳ quặc nhưng là mấy lần dò xét đều không có kết quả trần huyện lệnh cũng bổ sung nói là việc này có nhiều năm tề bộ đầu còn tại thời điểm tựu có chỉ là bởi vì cha không biết nguyên do thậm chí không biết có phải hay không là yêu tà hạ thủ, bởi vậy từ đầu đến cuối không có báo cáo đi lên. Nghe vậy, Lâm Quý Thang nhẹ nhất thanh, cũng lười truy cứu hai vị này không làm tròn trách nhiệm. Đây cũng là nhân chi thường tình. Làm không rõ ràng nguyên do, nào dám mời được người ở phía trên xuống tới làm việc. Nếu như náo loạn một tràng ô lông, mất mặt không sao, bọn hắn vô năng hình tượng lại là khẳng định tránh không khỏi. Đã các ngươi biết, ta ngược lại thật ra bớt đi không ít miệng lưỡi. Lâm Quý truy vấn, này sự đã có thời gian mấy năm. Các ngươi cho dù tìm không thấy hung thủ, nhưng cũng hẳn là có phần đầu mối A. À. Trần huyện lệnh cùng ngưu bộ đầu liếc nhau, tiếp đó đều ngồi không yên, khởi thân trực tiếp quỳ xuống trước Lâm Quý phía trước, không nói một lời. Lâm Quý nâng trán, Không có manh mối, vậy có hay không quy luật? Tỷ như mấy ngày chết một cái, hoặc là dấu hiệu nào đó đằng sau tự chết một cái. Lần này, hai người trực tiếp bắt đầu dập đầu, đem cái trán đè vào trên mặt đất, hay là không nói một lời. Lâm Quý đã có phần cắn răng nghiến lợi. Thật sự không phải người một nhà không tiếng một nhà cửa. Kia Tề Chính ghê tởm. Hai người này cũng không phải kẻ tốt lành gì. Thời gian mấy năm, chút điểm manh mối đều không có. Kia trong huyện dù sao cũng nên có chỗ hơi không hợp lý a. À? nhân hoặc là sự đều có thể lâm quý uy hiếp nói nếu như các ngươi hai người lại như vậy không nói một lời vậy cũng đừng trách bản quan không khách khí có lẽ là uy hiếp hiệu quả có lẽ là lần này vấn đề phạm vi rộng rãi rất nhiều lần này hai người này chỉ ít có nhiều phản ứng chỉ thấy ngưu cửu ngẩng đầu trầm tư suy nghĩ sau một lát nói ra đại nhân muốn là hỏi không thích hợp nhân ngược lại là có một vị là ai trong huyện Tư Thục Tiên Sinh. Phương Tú Tài Chương 360, Phương Tú Tài Vừa nhắc tới Phương Tú Tài, Trần Huyện lệnh cùng ngưu bộ đầu nói rõ ràng liền có thêm đứng lên. Khi Phương Tú Tài nói đến, hay là bản quan? Hạ quan vỡ lòng ân sư. Trần Huyện lệnh mang theo vài phần hồi ức ngữ khí nói, Phương tiên sinh năm nay đã 80 có hai, tại trong huyện dạy cả đời thư, toàn huyện bách tính cơ hồ không có nhân chưa từng bị hắn dạy bảo qua. Nghe giống như là cái đức cao vọng trọng lão tiên sinh, vậy hắn quái gì ở nơi nào? Lâm Quý hỏi. Lần này đổi lại ngưu bộ đầu đến đáp. Chỉ thấy ngưu bộ đầu trên mặt biểu lộ hơi có chút kỳ quái. Muốn nói lại thôi. Có cái gì cứ việc nói thẳng. Đúng đúng, Ngư Bộ Đầu liền vội vàng gật đầu, không dám trì hoãn, phương tiên sinh mấy năm trước thể cốt đã không tốt lắm, nguyên bản trong huyện nhân đều cho là hắn muốn đi, ai có thể nghĩ bây giờ lão nhân gia ông ta lại càng sống càng tinh thần. Tựu này. Lâm Quý nhíu mày. Ngưu Bộ Đầu thì cười khổ nói, đại nhân, người gặp qua năm qua 80 lão nhân gia trả cưới vợ sao? Lần này Lâm Quý là thật bạn phụ ở, cái gì càng già càng dẻo dai. Lâm Quý cùng Hoàng Thúy liếc nhau đều thấy được trong mắt đối phương hoang đường. 80 tuổi cưới vợ. Hắn vẫn được sao? Trần huyện lệnh bổ sung nói, nào chỉ là cưới vợ. Mấy năm trước phương tiên sinh cơ hội đều muốn đi không được đường, đi cái kia đều được học sinh đỡ lấy, mấy năm này hắn không chỉ có thể cốt càng thêm cứng rắn, liền trên đầu tóc trắng cũng bắt đầu biến thành đen. Nghe đến đó, Lâm Quý cũng rốt cục hiểu thành gì Trần huyện lệnh cùng ngưu bộ đầu nói này sự quái dị. Nơi này không thể hưng nhùm tóc. Nếu như chỉ nói 80 tuổi cưới vợ, cũng là không phải là không thể lý giải. Dù sao năm nhân mặc kệ bao nhiêu tuổi đều ưa thích tuổi trẻ, không gì đáng trách, lâm quý lương tâm lên khiển trách cũng hướng tới. Càng già càng dẻo dai khô một phùng xuân cũng không phải không có khả năng. Nhưng tóc trắng biến thành đen, nhưng lại xa xa không có đơn giản như vậy. Nhớ ngày đó lâm quý chúng ta Phật thủ đoạn, thể nội sinh cơ bị đốt hết hơn phân nửa tóc cũng biến thành hoa râm cho đến ngày nay lúc này đã qua hồi lâu hắn thậm chí liên tiếp đột phá mấy cảnh giới nhưng duy chỉ có trên đầu xám trắng tóc dài không có chút điểm biến hóa sinh cơ đốt hết là không thể nghịch có thể dùng thiên tài địa bảo hoặc là kéo dài tuổi thọ đang dược đến bồi bổ cũng có thể đột phá tu vi đến kéo dài tuổi thọ nhưng thiếu thốn chính là thiếu thốn khó mà bổ sung cho nên mới có hạt phát động nhang thuyết pháp mà nhất cái tại trong huyện dạy cả một đời thư lão đầu bỗng nhiên phản lão hoàng đồng này sự nhất định có gì đó quái lạ nghĩ tới đây lâm quý xem chừng theo trần huyện lệnh cùng ngưu bộ đầu nơi này cũng nghe ngóng không ra cái gì dứt khoát mang theo hoàng thúy khởi thân kia phương tú tài ở tại nơi nào lâm quý vừa đi vừa hỏi hồi đại nhân phương tiên sinh liền ở tại trong huyện đầu tây cửa nhà hắn có một gốc đại cây quế lâm quý gật gật đầu liền dẫn Hoàng Thúy một đường đi ra ngoài. Chỉ là vừa đi đến cổng huyện Nha chuẩn bị rời đi thời điểm, ngưu bộ đầu cùng Trần Huyện lệnh lại ngăn ở hai người thân trước. Thế nào, các ngươi còn có cái gì muốn nói? Lâm Quý nhíu mày hỏi. Đại nhân! Này sự đến có thể hay không? Có thể hay không? Trần Huyện lệnh nói trong lòng run sợ, nửa ngày nói không nên lời một câu nguyên lành nói tới. Lâm Quý lại nghe đã hiểu. Nhất thanh quát lớn, dọa đến Trần Huyện Lệnh cùng Ngưu Bộ đầu vội vàng nhường đường ra, mà Lâm Quý thì mặt mũi tràn đầy khó chịu bước nhanh rời đi huyện nha. Cho đến đi xa, Hoàng Thúy mới hỏi, vừa mới Trần Huyện Lệnh muốn hỏi cái gì, người như thế nào lập tức liền tức giận rồi? Hắn muốn hỏi này sự có thể hay không lan đến gần bọn hắn. Lâm Quý cười nhạo nói, ngươi nhìn hắn kia nô tài tự lấy lòng bộ dáng, suy nghĩ trong lòng đã sớm viết lên mặt. Nghe vậy, Hoàng Thúy thấp giọng nói, ta không nhìn ra được những này công công thẳng thẳng. Nhìn không ra là chuyện tốt. Lâm Quý Thuận miệng đáp lại. Đến nỗi có thể hay không liên lụy Trần Huyện lệnh cùng ngưu bộ đầu. Lâm Quý chỉ cảm thấy bọn hắn ngây thơ buồn cười. Hàng năm đều có vài chục nhân chết oan chết uổng, bọn hắn cũng dám lừa trên gạt dưới ra vẻ không biết. Này nghiêm tử xuống tới liền tề chính cái này Kinh Châu tổng bộ đều không tiếp nổi, huống chi hai người bọn họ tháng 9 thời tiết, chính là quế hoa nở rộ thời điểm. Đến đến tứ thủy huyện đầu Tây, cách thật xa, Lâm Quý cùng Hoàng Thúy liền thấy kia treo đầy vàng sáng quế hoa thụ. Cách xa nhau vài trăm mét, nhàn nhạt mùi hoa quế khí liền đã phiêu tại hai người bên cạnh. Thật xinh đẹp thụ. Hoàng Thúy cảm thán nói. Ít nói có trên trăm năm. Lâm Quý gật đầu. Đến lúc đó, hai người dưới chân nhanh mấy bước, rất nhanh liền đi tới cây quế trước mặt bên cạnh chính là tư thục, nhìn chỉ là cái phổ phổ thông thông tiểu viện tử, cổng bản hiệu bên trên viết nhất cái học chữ, là khoảng là phương tư thành. Nghĩ đến đây chính là vị kia khô một phùng xuân phương tiên sinh tên. Đi vào tiểu viện, bên cạnh nhất chỗ trong gian phòng lớn có thể mơ hồ nghe được các học sinh đọc sách thanh âm, thanh âm cũng không tính đại, dường như đều đè nén. Còn không đợi lâm quý tiến đến dò xét, một bên khác trong sương phòng bỗng nhiên đi ra nhất cái ước chừng 30 tuổi Mỹ Kiều Nương kia kiều nương mặc một thân váy trắng, trong tay dẫn theo thùng nước chính đi bên cạnh giếng đi đến, khi thấy Lâm Quý cùng Hoàng Thúy hai cái này khách không mời mà đến thời điểm, nàng rõ ràng sửng sốt một lát. a à, các ngươi là người phương nào? Nhưng là muốn tiễn hài tử đến đọc sách. Nói xong. Không chờ Lâm Quý cùng Hoàng Thúy mở miệng, kia Mỹ kiều nương tự cười cười, lại dẫn theo không thùng về tới trong sương phòng. Cũng không lâu lắm, nhất cái nhìn năm 60 tuổi tiên sinh theo trong xương phòng đi ra. Ở phía dưới tư thành, xin hỏi hai vị tới đây có gì muốn làm? Ngươi chính là Phương Tiên Sinh. Lâm Quý ông quyền, nói, tại hạ là nhà môn đến tra án, muốn thỉnh giáo tiên sinh mấy vấn đề. Phương Tú Tài sững sờ, vô ý thức gật đầu. Phương Tiên Sinh năm nay thọ. 80 có hai. 80 có hai, cớ gì như vậy tuổi trẻ? Lâm Quý nhíu mày lại hỏi. Buông lỏng tâm sự, tự nhiên tuổi trẻ. Cái gì tâm sự? Công danh lợi lộc. Như thế nào buông xuống? Khoa cử hơn 60 năm không trúng, đọc đủ thứ thánh hiền rơi vào công giả tràng, lúc này mới buông xuống. Nhất sinh chi tâm nguyện khó mà đạt thành, nói buông xuống liền buông xuống. Công danh lợi lộc đều là phù vân, lão hữu ta học trò khắp thiên hạ, không uổng công đời này, cũng cho nên buông xuống. Lâm Quý khẽ cười một tiếng, lại hỏi, buông xuống liền có thể tuổi trẻ. Tự ngươi như vậy đã được cho phản lão hoàng đồng, ngươi giải thích như thế nào? Phương Tú Tài khẽ lắc đầu, không có trả lời. Lâm Quý nhìn chầm chầm hắn vài lần. Nhìn ra được trên mặt hắn cũng mang theo vài phần nghi hoặc. Không có truy đến cùng, Lâm Quý lại hỏi, 80 tuổi trả cưới vợ. Hồ Nhi theo tiểu đi theo bên cạnh ta, ta làm nàng là nữ nhi, nàng lại ái mộ tại ta ngươi là dạy học, ngươi nào dám không cố cương thường luân lý. Này sự người khác không thể thiếu nghị luận, người đọc sách nhất tiết thanh danh, người không quan tâm. Không mấy năm sống đầu, có gì có thể quan tâm. Phương Tú Tài mỉm cười, quay đầu nhìn lại. Vừa lúc gọi là làm hồ nhi Mỹ Kiều Nương cũng đi ra, rút vào Phương Tú Tài bên cạnh. Lâm Quý suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu. Quấy rầy, cáo từ. Thoại âm rơi xuống, hắn liền trực tiếp mang theo hoàng thúy đi ra tiểu viện người như thế nào không tiếp tục hỏi hoàng thúy vẫn không rõ lâm quý cho đến đi ra viện tử trên mặt mới rốt cục nổi lên vài phần kinh ngạc thật là lạ